Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 163. Trong cửa hàng, Diệp Quân thấy Tang Mi thu hồi ánh mắt, đang nói gì đó thì lúc này, cô gái nhà họ Quân trước đó bỗng bước nhanh đến, trong tay cô ta ôm một chiếc hộp, cô ta đưa chiếc hộp đến trước mặt Tang Mi, mỉm cười nói, cô nương, đây là bất khí công tử bọn ta tặng cho cô, mong cô nhận cho. Diệp Quân nhìn chiếc hộp, bên trong là một thần vật. Chính là thứ mà họ từng thấy trước đó, đá bảy màu. Đá bảy màu. Nhìn thấy thần vật này, Diệp Quân khá ngạc nhiên, hắn không ngờ Quân Bất Khí lại có thể phóng khoáng như vậy, phải biết là viên đá bảy màu này có trị giá lên đến mấy trăm vạn chân linh tinh. Tất nhiên khiến hắn càng ngạc nhiên hơn là mấy lời Tang Mi nói trước đó, đá bảy màu trước mặt càng chứng thực lời nói của cô ta. Quân Bất Khí muốn thay đổi tam quan của cô ta bằng tiền. Nếu là người phụ nữ khác thì chắc chắn không thể kiềm chế được, không có mấy người phụ nữ có thể kiềm chế bản thân trước phương diện này, hơn nữa cách làm của Quân Bất Khí cũng không hề thô lỗ, nhiều lúc nếu tiền chỉ là một loạt con số lạnh lùng, thật ra nó không có sức hấp dẫn lớn như vậy, nhưng nếu một khi được sử dụng một cách dịu dàng và khí khái thì lực sát thương là vô địch. Quân Bất Khí trước mặt này chắc chắn là một cao thủ theo đuổi phụ nữ. Diệp Quân im lặng không nói. Nói một cách nghiêm khắc, Tang Mi và hắn cũng chưa được xem là bạn, thế nên hắn không có quyền quản chuyện riêng của người khác. Tang Mi nhìn chiếc hộp trước mặt, cười nói, tặng ta sao? Thị nữ cung kính nói, đúng thế. Tang Mi khẽ cười, định lên tiếng thì thị nữ lại nói, cô nương, đây là tâm ý của công tử nhà bọn ta, công tử nói thần khí vừa đẹp vừa là đạo khí này chỉ có người xinh đẹp tuyệt thế như cô nương mới có thể xứng. Nói rồi cô ta cung kính đưa chiếc hộp trong tay cho Tang Mi, cô nương, công tử đã nói bây giờ thần vật này là của cô nương, nếu cô nương không thích thì có thể tùy ý xử lý. Tang Mi bỗng quay lại nhìn Diệp Quân, tiểu kiếm tu, có thể giúp ta một chút không? Dĩ nhiên Diệp Quân biết cô ta nói giúp ở đây là làm gì, hắn liên tục xua tay nói, không không không, ta tới tinh hệ chúng thần là để học tập, không phải đến để chuốc rắc rối. Tang Mi mím môi cười. Xem ra người bị đánh không ít nhỉ. Diệp Quân gật đầu, đúng là. Tang Mi nói, có ích. Diệp Quân vẫn quả quyết lắc đầu, kéo Tang Mi sang một bên, nhỏ giọng nói, cô nương, bây giờ ta không phải đối thủ của nhà họ Quân, ta chịu không nổi nhân quả này, ta nghĩ với nhân cách của cô nương có lẽ cũng sẽ không khiến ta vô duyên vô cớ bị người ta nhắm vào, chèn ép, rơi vào nguy hiểm, đúng chứ? Tang Mi chớp mắt, tiếp tục dụ dỗ. Ta có cách làm cho ấn thần minh của ngươi trông như thật, cho dù là chủ thần điện cũng không nhìn ra được. Ánh mắt Diệp Quân sáng lên. Tang Mi nghiêm túc nhìn hắn. Diệp Quân cảm thấy khó xử. Nếu thật thế thì thu hoạch này hơn hẳn rủi ro. Diệp Quân trầm giọng nói, chẳng phải bản thân cô cũng có cách giải quyết khó khăn trước mắt sao? Tang Mi gật đầu, có thể, nhưng cách của ta quá bạo lực. Diệp Quân. Tang Mi cười nói, cho ngươi 10 giây để suy nghĩ. Diệp Quân lắc đầu, từ chối. Tang Mi hơi ngạc nhiên. Diệp Quân nghiêm túc nói, có một vị tiền bối từng nói với ta, có khả năng thế nào thì làm việc lớn đến mức đó, hiện giờ nhà họ Quân gia không phải là gia tộc ta có thể đối phó, ta tùy tiện chống lại họ thì sẽ bất lợi cho ta, nếu ta chống lại họ, cuối cùng mình đánh không lại, lại gọi người nhà đến thì cũng không ổn. Tất nhiên. Nếu hành vi của nhà họ Quân xúc phạm đến cô nương bằng những cách hèn hạ, cho dù cô nương đó không mang lại lợi ích gì cho ta, ta cũng sẽ đứng ra bảo vệ cô. Có rất nhiều người đàn ông trên thế gian này thường chính là một hai câu của phụ nữ mà chuốc lấy rắc rối cho mình. Anh hùng cứu mỹ nhân. Người đàn ông nào cũng đều muốn nhưng chắc chắn phải biết rõ, thứ nhất mình không có khả năng đó, thứ hai là phụ nữ có cần người anh hùng cứu mỹ nhân không? Đàn ông phải tỉnh táo một chút. Tang Mi bỗng vỗ vai Diệp Quân, cười nói, không kiêu ngạo vì thế lực của gia đình để mà ngông cuồng. Tiểu kiếm tu, người khiến ta bất ngờ đến. Nói rồi cô ta quay sang nhìn thị nữ ở một bên, cười nói, cô nương, chuyển lời đến công tử nhà cô, nói rằng ta thực sự không có hứng thú với hắn, đừng tốn công nữa, nếu còn có hành vi thế nữa thì ta sẽ đánh hắn đấy. Thị nữ cảm thấy khó xử, cô nương. Ta chỉ là một thuộc hạ. Tang Mi ngắt lời cô ta, chuyển lời của ta cho hắn là được. Nói rồi cô ta quay sang nhìn Diệp Quân,
Tiểu kiếm tu, chúng ta đi thôi. Diệp Quân gật đầu. Hai người đi về phía sau. Thị nữ xoay người đi đến một lâu cát, có hai người đàn ông đang ngồi trong lâu cát, một người đàn ông trong đó chính là Quân Bất Khí, người đàn ông cách gã không xa mặc một áo bào, cũng rất hiên ngang, khí chất bất phàm. Thị nữ đặt chiếc hộp lên bàn, sau đó nói lại lời của Tang Mi lần nữa. Nghe thị nữ nói thế xong, người đàn ông mặc áo bào đó bật cười, Bất Khí huynh, lần này huynh tính sai rồi, ha ha. Quân Bất Khí bưng tách trà trước mặt lên nhấp một hớp, sau đó cười nói, như thế mới càng thú vị, chẳng phải thế sao? Người đàn ông mặc áo bào cười nói, Bất Khí huynh, ta thấy cô nương đó không phải là người bình thường, người đàn ông bên cạnh cô ta cũng có khí chất phi thường, ta nghĩ hắn có lai lịch gì đó, ta nghĩ vẫn đừng nên chọc vào thì hơn, dù sao thì huynh cũng không thiếu phụ nữ. Quân Bất Khí nhìn chiếc hộp trước mặt, cười nói, Tông Cố huynh, huynh nói xem. Người phụ nữ này lạt mềm buộc chặt hay là thật sự không xem thần vật có trị giá hàng mấy trăm vạn chân linh tinh? Người đàn ông tên Tông Cố cười nói, chỉ có hai khả năng, một là như huynh nói, cô ta chỉ đang lạt mềm buộc chặt, muốn lấy được nhiều lợi ích hơn, hai là cô ta thật sự không thích thần vật này. Nếu là khả năng thứ nhất thì cũng không cần phải tiếp tục đập tiền cho kiểu phụ nữ này nữa, vì nó không đáng, nhưng nếu là kiểu thứ hai thì Bất Khí huynh phải cẩn thận. Vì một người phụ nữ không xem trọng đạo khí như vậy thì chắc chắn lai lịch không tầm thường. Quân Bất Khí nhìn Tông Cố, cười nói, Tông Cố huynh cảm thấy là kiểu nào? Tông Cố ngẫm nghĩ một lát, nói, khi cô ta tiến vào cửa hàng thì chạy thẳng đến tầng cao nhất với thiếu niên đó, muốn xem thần vật trấn bảo. Thế nên, ta càng nghiêng về khả năng thứ hai, xem thường thần vật này. Nói rồi hắn nhìn Quân Bất Khí, cười nói, Bất Khí huynh. Chúng ta đều là con cháu thế hệ thứ hai, chỉ cần chúng ta không ngốc thì cả đời này chúng ta sẽ hưởng vinh hoa, thế nên quả thật không cần khiêu khích một người phụ nữ khá nguy hiểm này. Quân Bất Khí híp mắt, ta phải có được người phụ nữ này. Tông Cố nhíu mày. Quân Bất Khí cười nói, Tông Cố huynh, không có người phụ nữ ta thích nào không lên giường của ta. Tông Cố lặng thinh. Tất nhiên y hiểu đạo lý này, càng không có được thì càng muốn nắm lấy. Nhất là người đàn ông trước mặt chưa từng thất bại lần nào, bây giờ lại có người không thích gã, điều này lại khơi dậy khát vọng chinh phục trong gã. Tông Cố không nói gì, còn nói nữa thì không lịch sự lắm. Quân Bất Khí đột nhiên cười nói, Tông Cố huynh, có muốn đánh cược một ván không? Ta sẽ có được người phụ nữ này trong 3 ngày, nếu không có được. Nói rồi gã nhìn thần vật trước mặt đó, nếu không có, viên đá 7 màu này thuộc về huynh. Nếu cô ta lên giường của ta, ta tặng huynh một món đạo khí. Tông Cố liên tục xua tay, Bất Khí huynh, ván cược này của huynh lớn quá, ta không đủ khả năng chơi với huynh, hơn nữa. Ta không muốn đưa tiền cho huynh, đừng nói là phụ nữ, ngay cả một con muỗi cái cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của huynh. Quân Bất Khí bật cười, Tông Cố huynh, huynh cứ nói những lời ta thích nghe. Tông Cố khẽ cười, sau đó nói. Người ta đều nói Bất Khí huynh là công tử bột, nhưng ta thấy huynh thông minh hơn bất kỳ ai khác, nói trước nhé, không phải là ta đang tâng bốc huynh đâu mà ta nói từ tận đáy lòng, còn việc chơi đùa phụ nữ, ai mà không chơi đùa phụ nữ chứ? Chỉ là có người chơi công khai, có người chơi lén lút thôi. Quân Bất Khí bật cười, Tông Cố huynh, đời người có một chi kỷ là đủ rồi, ta lấy trà thay rượu mời huynh một ly. Hai người nâng ly lên rồi uống cạn. Tông Cố đặt tách trà xuống, sau đó nghiêm túc nói, Bất Khí huynh, ta nghe nói dạo này nhà họ Quân sắp phát triển một cửa hàng mới trên đường Thiên Nam. Nói thật thì ta muốn bao thầu trấn kim. Quân Bất Khí cười nói, lộ mục đích thật sự rồi. Tông Cố cũng cười nói, phải làm huynh đệ thì cũng phải làm ăn chứ, có thể thực hiện được không thì Bất Khí huynh cứ nói, nếu huynh cảm thấy khó xử thì ta sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Quân Bất Khí im lặng một lúc rồi nói. Nếu chỉ bao thầu trấn kim thì hẳn không phải là vấn đề gì lớn, dù sao chỉ có 10 mấy vạn chân linh tinh. Nhưng... Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tông Cố vội nói, Bất Khí huynh yên tâm, chất lượng của miếng này không có vấn đề gì cả. Quân Bất Khí gật đầu, ta đi nói chuyện này cho đại tỷ của ta, chắc không có vấn đề gì lớn. Tông Cố cười nói, cảm ơn Bất Khí huynh. Quân Bất Khí bưng tách trà lên rồi uống cạn, sau đó cười nói, Tông Cố huynh, huynh cứ tùy ý,
ta đi theo đuổi cô nương đây. Nói rồi gã bật cười rời đi. Sau khi Quân Bất Khí rời đi, thị nữ bỗng trầm giọng nói, công tử, người đàn ông và người phụ nữ kia chắc chắn không phải người tầm thường, Bất Khí thiếu gia làm thế e là sẽ gây rắc rối. Tông Cố bình tĩnh nói, ta từng khuyên rồi, nếu còn khuyên nữa thì sẽ không thể làm huynh đệ nữa. Thị nữ híp mắt, công tử, hay là chúng ta cho hai người đó ơn nghĩa, nhắc họ để phòng Quân Bất Khí. Tông Cố lại lắc đầu. Thị nữ khó hiểu, công tử, đây là một cơ hội, tại sao lại từ bỏ? Tông Cố cười nói, tiểu u, mỗi người đều có cách làm việc của mình, chúng ta không có quyền nói gì về hành vi cá nhân của Bất Khí, nhưng cô phải hiểu hiện tại chúng ta dựa vào người khác để kiếm sống, nhưng lại đập nồi của người khác, điều này là trái đạo đức. Tiểu u lặng thinh. Tông Cố lại nói, dạo này học viện thần đang tuyển học viên, ta đã tìm được chỗ cho đệ đệ của cô rồi, cô không cần lo về học phí, ta sẽ xử lý. Tiểu u bỗng quỳ xuống, lại dập đầu một cái, công tử. Tông Cố nói, đừng cảm thấy biết ơn ta nhiều quá, đệ đệ của cô có năng lực nên mới có thể vào đó, nếu không, hắn không có năng lực, cho dù ta giúp hắn thế nào cũng vô dụng. Tiểu u nằm dạp xuống đất, run giọng nói, công tử tốt bụng như vậy, thân thể ta có tan thành từng mảnh cũng không thể báo đáp được. Tông Cố cười nói, đừng như thế, ta cũng chỉ đang lấy lòng người thôi, không cao thượng chút nào. Tiểu u khẽ lắc đầu, ta mãi không quên đại ơn của công tử. Tông Cố cười nói, nơi này bắt mắt quá, ta đi đây. Nói rồi y đứng dậy rời khỏi đó. Chấm. Bên ngoài. Diệp Quân bỗng hỏi, Tang Mi cô nương, cô sẽ đánh người sao? Tang Mi gật đầu, có chứ, lúc tức giận, ta hung dữ lắm. Diệp Quân cười nói, Tang Mi cô nương, ta cứ tưởng cô sẽ ra tay ở đó chứ. Tang Mi khó hiểu, tại sao? Diệp Quân nói, vì ta cảm thấy thật ra cô không vui lắm, đúng không? Tang Mi gật đầu, là không vui lắm. Diệp Quân nói, không vui thì đánh người là chuyện rất bình thường, chẳng phải thế sao? Tang Mi quay sang nhìn Diệp Quân, nghiêm túc nói, tiểu kiếm tu, suy nghĩ này không tốt nhé. Diệp Quân khó hiểu, là sao? Tang Mi nói, là người thượng vị, chúng ta nên tiết chế lời nói và hành động, kiềm chế nội tâm của mình, lấy nguyên tắc của kẻ yếu làm ranh giới. Nếu hơi không vui thì lạm dụng sức mạnh hoặc quyền lợi của mình. Kẻ yếu còn có chỗ cho kẻ yếu sống sót không? Ngươi có biết trong trật tự của ngươi, cái nào là thứ khiến ta cảm thấy thoải mái hơn không? Diệp Quân hơi tò mò, cái gì? Tang Mi cười nói, hạn chế cường giả. Trên thế giới này chúng ta không thể đạt được sự công bằng chân chính, cũng chính vì thế, hạn chế cường giả là điều chúng ta cần làm, vì chỉ có hạn chế cường giả thì kẻ yếu mới có chỗ sinh tồn, nói cách khác họ mới có thể có tôn nghiêm. Ràng buộc. Diệp Quân trầm giọng nói, nhưng trước giờ thế giới này đều kính trọng cường giả. Tang Mi gật đầu, đúng vậy, từ xa xưa đã như vậy, hơn nữa bất kỳ nền văn minh nào trong vũ trụ đều có thuộc tính văn hóa này. Đây là thuộc tính văn hóa cặn bã khó loại bỏ. Diệp Quân nói, cô nương cũng nghĩ nên hạn chế cường giả. Tang Mi cười nói, tất nhiên, chẳng hạn như hôm nay ta tùy hứng sử dụng sức mạnh của mình để giết một người không đáng chết, nếu có một ngày gặp được người mạnh hơn ta, hắn cũng sẽ tùy hứng như thế, nhưng hắn thấy ta thì cảm thấy không vui, sau đó lại giết ta. Vừa nghĩ thế, ta thực sự cảm thấy khó chịu. Diệp Quân khẽ cười, hỏi, thế gian này có người có thể giết cô nương sao? Đây là đang thăm dò. Tang Mi nghiêm túc ngẫm nghĩ, sau đó nói, trước đây thì không có. Diệp Quân sửng sốt. Tang Mi quay sang mỉm cười với hắn, cô ta giơ nắm đấm lên, lúc ta tức giận thì hung dữ lắm đấy. Diệp Quân. Tang Mi cười nói, đùa thôi, thật ra ta không giỏi đánh nhau, cũng chưa từng đánh nhau. Diệp Quân gật đầu, không hỏi gì thêm, còn hỏi nữa thì không phải phép lắm. Đi được vài bước, Diệp Quân bỗng nói, Tang Mi cô nương, cô nghĩ nếu muốn hạn chế cường giả thì nên hạn chế thế nào? Tang Mi nói, đơn giản nhất là thiết lập hệ thống pháp luật, để pháp luật hạn chế. Tất nhiên, điều này vẫn chưa đủ, vì luật pháp là do con người tạo ra, người nắm giữ luật pháp có thể lạm dụng quyền lợi của mình, thế nên vẫn cần thiết lập một nền văn hóa đạo đức hoàn toàn mới. Đâu là đạo đức, đâu là vô đạo đức,
vạch ra một ranh giới đỏ cho lương tâm của họ, để họ tự ràng buộc bản thân. Nói một cách đơn giản, pháp luật là tuyến phòng thủ cuối cùng của đạo đức con người, nếu một người vượt qua khỏi lương tâm đạo đức của mình, vi phạm pháp luật thì người đó sẽ chết. Diệp Quân trầm giọng nói, người nắm giữ luật pháp. Tang Mi ý tứ sâu xa nói, ai nắm giữ pháp luật? Thật ra chính là người sáng lập trật tự, một người không thể ràng buộc bản thân thì có tư cách gì mà ràng buộc người khác. Diệp Quân trầm tư không nói gì. Tang Mi nói tiếp, một người thiết lập trật tự phải vượt qua khảo sát về nhân cách và đạo đức, nếu bản thân người này không có nhân cách và đạo đức mà lại muốn yêu cầu người khác tôn trọng nhân cách và đạo đức, thế chẳng phải là tán hưu tán vượn đó sao? Diệp Quân trầm ngâm, ở thời đại của ông nội, con người phải tàn nhẫn thì mới có thể sống sót, thế nên ông nội rất tàn nhẫn. Nhưng thời đại đang tiến bộ. Bây giờ nhà họ Dương họ nắm quyền, nếu Diệp Quân hắn làm dụng quyền lợi. Nghĩ đến đây, hắn bỗng giật mình, vì hắn chợt nhận ra, những hạn chế mà Tang Mi nói đến không chỉ là hạn chế người khác, mà chắc hẳn là hạn chế chính mình. Ngay lúc này Tang Mi bỗng nói, đại bá của ngươi có mạnh không? Diệp Quân gật đầu, ừ, mạnh lắm. Tang Mi cười nói, một kiếm đạo cực cao tất nhiên sẽ rất mạnh, nhưng nếu ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi thiết lập trật tự mới, mà trật tự này thật sự khiến chúng sinh tin phục, ngươi sẽ còn mạnh hơn ông ta, ngươi có tin không? Diệp Quân nhìn Tang Mi mỉm cười nhắc, tin phục. Diệp Quân híp mắt, ý cô là nếu có một ngày ngay cả đại bá ta cũng rất tin phục trật tự mà ta thiết lập. Tang Mi gật đầu, trật tự mạnh thật sự không chỉ là con dân của ngươi tin tưởng, mà đối thủ mạnh nhất của ngươi cũng phải công nhận. Diệp Quân chậm rãi siết chặt tay lại, hơi phấn khích nói, làm cho đối thủ mạnh nhất của ta tin phục. Có ngày như thế sao? Tang Mi nhìn hắn, ý tứ sâu xa nói, có lẽ thế. Phải nói là Diệp Quân khá kỳ vọng, trong lòng hắn, đối thủ mạnh nhất chắc chắn là chủ nhân bút đại đạo, nếu chủ nhân bút đại đạo cũng tin tưởng mình, có lẽ hắn thật sự có thể đánh cha mình một trận. Tang Mi nói tiếp tục, nguyên tắc và pháp luật là cốt lõi trong trật tự của ngươi, thế nên ngươi phải hiểu rằng điều ngươi thực sự muốn làm là phải không cho ai trên thế giới lớn hơn hai chữ này, cho dù ngươi có quyền lực lớn đến đâu cũng không được lớn hơn pháp. Dù thực lực mạnh đến mấy cũng không được lớn hơn nguyên tắc. Diệp Quân hít một hơi thật sâu nói, cô nương, sau khi nghe cô nói, ta mới nhận ra rất nhiều vấn đề của mình. Trước đây, ánh mắt của ta luôn hướng về tương lai, chẳng hạn như chủ nhân bút đại đạo, cha ta, ông nội ta, đại bá của ta. Ta chưa bao giờ dừng lại để nhìn lại bản thân và trật tự của mình, giờ nghĩ lại, trước đây ta đúng thật là hơi ngây thơ. Tang Mi lắc đầu, không thể nghĩ như vậy. Mỗi người đều có tuổi trẻ, bất kỳ ai khi còn trẻ cũng đều rất ngây thơ, đừng lấy quá khứ của mình để trừng phạt bản thân ở hiện tại, cũng đừng để mình hối tiếc vì sự ngu ngốc và ngây thơ trong quá khứ, vì điều đó không thể thay đổi được. Cho dù ngươi có quay lại quá khứ, với những hiểu biết và nhận thức của mình lúc đó, ngươi vẫn sẽ đưa ra những lựa chọn ngu ngốc, trẻ con như trước thôi. Diệp Quân gật đầu, nắm chặt hiện tại, đi đến tương lai. Tang Mi cười nói, đúng thế, ngươi cố lên, ta xem trọng ngươi đấy. Diệp Quân nhìn Tang Mi, xem trọng ta. Tang Mi gật đầu. Diệp Quân cười nói, tại sao? Tang Mi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, thứ nhất, ngươi có ưu điểm hơn người khác, thứ hai, tuy đôi khi ngươi thích dở trò này nọ, nhưng nhìn chung ngươi vẫn là người tốt. Còn dở trò này nọ, người trẻ tuổi mà nên có thể hiểu được, khi còn trẻ, ta còn nghịch hơn cả ngươi. Diệp Quân tò mò hỏi, cô nương bao nhiêu tuổi rồi? Tang Mi giơ nắm đấm, hung dữ nói, nếu ta đánh cú này thì tiểu tháp sẽ vỡ cho ngươi xem, ngươi có tin không? Diệp Quân, tiểu tháp, Tang Mi cười nói, thật ra, đối với người tu đạo, tuổi tác không còn quan trọng nữa. Chỉ cần ta muốn, ta có thể mãi là 18 tuổi, ngươi nói có đúng không? Diệp Quân vội gật đầu, đúng là đạo lý này. Nghe Diệp Quân nói thế, Tang Mi hài lòng gật đầu, sau đó buông nắm đấm ra. Lúc hai người sắp rời khỏi trung tâm, một người đàn ông bỗng xuất hiện trước mặt hai người. Người đến chính là Quân Bất Khí. Diệp Quân nhìn Quân Bất Khí, không nói gì. Quân Bất Khí mỉm cười nói, cô nương đừng hiểu lầm, ta không đến đây để quấy rối cô nương, ta đến để xin lỗi. Trước đó là ta thô lỗ. Mặc dù ta thật lòng nhưng hành vi của ta đã mang đến sự bất tiện cho cô nương,
ta thành thật xin lỗi cô nương về việc này. Nói rồi gã hơi cúi người xuống. Tang Mi mỉm cười nói, được rồi, ta tha thứ cho ngươi. Nói rồi cô ta quay sang nhìn Diệp Quân, chúng ta đi thôi. Diệp Quân gật đầu. Hai người đang định đi thì lúc này Quân bất khí lại nói, cô nương, xin dừng bước. Tang Mi quay đầu lại nhìn Quân bất khí, Quân bất khí mỉm cười, lịch sự nói, cô nương, là thế này, tối mai nhà họ Quân tổ chức một bữa tiệc tối, đến lúc đó không chỉ có đệ tử tông môn thế gia của các nền văn minh lớn tham gia, mà còn có vài quản sự của chúng điện thần tham gia. Ta không biết mục đích của cô nương khi đến thành chúng thần là gì, nhưng tham dự bữa tối kiểu này, làm quen thêm vài người chắc chắn sẽ có lợi cho cô nương. Nói xong, gã dừng lại, sau đó lại cười nói, nếu cô nương không muốn tham gia, đến lúc đó gặp phải phiền phức gì không đáng có ở thành chúng thần thì hơi không ổn, cô thấy sao? Gã đã đánh cược, thế nên lần này không đủ kiên nhẫn để từ từ đối phó, đối với phụ nữ. Ngoài việc muốn được dỗ dành thì lúc phù hợp cũng phải đe dọa một chút mới được, nếu đe dọa không có tác dụng thì có thể dùng vũ lực. Tang Nghi ngẫm nghĩ, sau đó nói, ngươi qua đây. Quân bất khí mừng rơn, bước lên trước hai bước, đột nhiên. Bốp! Tiếng bạt tai khá lớn vang lên, Quân bất khí văng ra ngoài, cuối cùng đập mạnh vào trên tường. Toàn bộ bức tường sụp đổ. Không chết. Nhưng cả gương mặt gã đều rất thê thảm. Lúc này mọi người trong trung tâm đều ngây người. Dám ra tay ở đây luôn sao? Hơn nữa còn đánh cả thiếu gia nhà họ Quân. Quân bất khí trước giờ luôn huênh hoang khoác lác, rất nhiều người quen biết gã. Diệp Quân cũng sửng sốt, hắn không ngờ Tang Mi lại đột nhiên ra tay. Đương nhiên, điều khiến hắn thực sự ngạc nhiên là rõ ràng cô ta ra tay rất chậm, nhưng Quân bất khí lại không thể tránh được. Không chỉ Quân bất khí. Tự xét bản thân mình thì hắn cũng không tránh đòn được. Tang Mi nhìn Quân bất khí đã bị tát văng ra xa, tát ngươi như vậy đã là nhân từ với ngươi rồi, ngươi nên trân trọng. Phải biết rằng trước đây ta giết người là đồ sát từ vũ trụ này đến vũ trụ khác. Diệp Quân. Lúc này vài thị vệ trong tối bỗng lao ra. Họ đều là những hộ vệ của phòng thương mại rộng lớn này, sau khi bước ra, các hộ vệ này cũng rất sốc. Họ cũng không ngờ sẽ có người đột nhiên ra tay trong phòng thương mại. Nhưng họ cũng không dám ra tay ngay. Người dám ra tay ở đây không phải là kẻ ngốc thì là người có lai lịch. Thế nên không có lệnh của cấp trên, họ sẽ không ra tay. Diệp Quân kéo góc áo Tang Mi, chẳng phải nói là muốn tự ràng buộc hạn chế sao? Sao đột nhiên lại ra tay đánh người thế? Tang Mi nói, hiền lành cũng nên có lưỡi sắc bén. Nếu không yếu đuối dễ bị bắt nạt. Nói rồi cô ta nhìn Diệp Quân, đôi khi những kẻ ác trên thế gian lại được những người tốt bụng lương thiện đó chiều chuộng, thế nên người lương thiện tốt bụng nên có một chút cứng rắn và chút sắc bén mới được. Lần đầu ngươi bắt nạt ta, ta đã nhẫn nhịn, đó là lương thiện của ta, lần thứ hai ngươi bắt nạt ta, ta nhẫn nhịn cũng xem là lương thiện, nhưng nếu ngươi còn quay lại lần thứ ba, cho dù có bao dung lần nữa thì đó cũng không phải là lòng tốt, đó là yếu đuối. Đó là đáng bị bắt nạt. Diệp Quân gật đầu, có lý. Trước kia cô giết người là đồ sát từ vũ trụ này sang vũ trụ khác thật sao? Tang Mi chớp mắt, sau đó khẽ nói, ta gạt hắn đấy. Diệp Quân. Tang Mi nhìn Quân bất khí đang nằm dưới đất ở đằng xa, rõ ràng hơi tức giận, ta đã từ chối hắn hai lần, người nghĩ ta đã lịch sự thế nào rồi? Khách sáo ra sao rồi? Nhưng hắn lại không trân trọng nó. Bà nội hắn chứ, đúng là ngốc, lẽ nào hắn nhìn ra ta là kiểu người có thể đánh rất giỏi sao? Tiểu tháp. Diệp Quân do dự một lúc, sau đó nói thật thì không nhìn ra đâu. Tang Mi nhìn Diệp Quân, chớp mắt, nhìn ta không giống cao thủ sao? Diệp Quân lắc đầu, không giống. Tang Mi ngẫm nghĩ, sau đó nói, có thể là ngươi quá yếu. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Lúc này Quân bất khí chậm chạp bò lên khỏi mặt đất, gương mặt vốn anh tuấn của gã bấy giờ đã bị người ta dẫm nát bét như quả dưa hấu. Tất cả mọi người đều cảm nhận được lửa giận của gã, như thể núi lửa sắp phun trào đến nơi. Quân bất khí gã đã bao giờ bị đối xử như vậy đâu. Hơn nữa còn là trước mặt biết bao người như vậy. Vô cùng nhục nhã. Gã nhìn Diệp Quân và Tang Mi, ánh mắt càng thêm dữ tợn, gầm lên, nam giết, nữ giữ.
Nghe được mệnh lệnh của quân bất khí, mấy tên thị vệ đứng bên lập tức vọt về phía Diệp Quân và Tang Mi. Thực lực của đám thị vệ này đều rất mạnh, trong đó có đến 4 tên là cường giả thần cảnh, mục tiêu của bọn họ là Diệp Quân, trong mắt đều có sát ý quyết lấy mạng của Diệp Quân. Thấy thế, Diệp Quân híp mắt lại, ngón tay cong lên. Xoẹt. Chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, đầu của 4 tên cường giả thần cảnh lập tức bay ra ngoài. Một chiêu kiếm giết trong nháy mắt. Tất cả mọi người ở đây đều không kịp phản ứng. Trong bóng tối, Tông Cố thấy cảnh này thì trong mắt ngập tràn vẻ khiếp sợ. Quân bất khí cũng hơi run lên, một khắc sau, gã gào ầm, điên cuồng hét, người đâu, người đâu. Lúc này Tông Cố vội vàng vọt đến bên cạnh quân bất khí, y kéo gã lại, ngăn cản, quân huynh, người này tuyệt đối không phải người thường, đừng lỗ mãng nữa, khéo lại rước thêm tai họa cho nhà họ quân. Lúc này quân bất khí đã bị lửa giận đốt sạch lý trí, gã tóm chặt lấy cổ áo của Tông Cố, gầm lên, người có còn là huynh đệ của ta không? Nếu còn thì mau giúp ra giết chết bọn chúng, giết sạch hết. Tông Cố nắm lấy tay quân bất khí, trầm giọng nói, quân huynh, huynh tỉnh táo lại đi. Tỉnh. Quân bất khí lại gầm lên, tỉnh cái đếch gì, ta muốn bọn chúng phải chết, phải chết. Quân bất khí gã trước nay rất chú trọng thể diện, hôm nay bị làm nhục như thế, sao gã có thể cam lòng. Mà lúc này, xung quanh xuất hiện ngày càng nhiều cường giả của nhà họ quân. Trong đó còn có một cường giả là thần cấp cao. Không chỉ như thế, trong bóng tối ở khắp chung quanh cũng đang dần có nhiều hơi thở lao nhanh đến nơi đây. Dám động thủ ở địa bàn nhà họ quân, đúng là ăn gan hùm mật báo. Thấy cảnh này, Tông Cố biết nếu còn tiếp tục thì chuyện sẽ xé ra to mất, thế là y trầm giọng nói, bất khí huynh, đắc tội rồi. Dứt lời, tay trái đang cản quân bất khí của y chợt dùng sức. Quân bất khí lập tức bị một luồng sức mạnh kinh khủng đánh ngất ngay tại chỗ. Đám thị vệ nhà họ quân đồng loạt nhìn sang Tông Cố nói, để bọn họ đi đi. Thị vệ dẫn đầu nhà họ quân nhìn chằm chằm Tông Cố, thả công tử ra. Tông Cố cả giận nói, Vân thống lĩnh, người nghĩ đây là chuyện nhỏ hả? Đây là một chuyện hệ trọng ngang trời đấy, chỉ cần sơ sẩy một chút thì sẽ dẫn đến tai họa ngập đầu cho nhà họ quân. Để bọn họ đi đi. Nếu nhà họ quân các người trách tội xuống, cứ để ta gánh. Sắc mặt Vân thống lĩnh có chút khó coi, tất nhiên gã biết chuyện này không đơn giản, bởi vì cho đến bây giờ một nam một nữ kia ở không xa kia vẫn chẳng hề để lộ vẻ căng thẳng. Thân phận của hai người kia chắc chắn không hề đơn giản. Tông Cố tiếp tục nói, để bọn họ đi trước, các ngươi nhanh chóng đi thông báo cho đại tiểu thư nhà họ quân, bảo cô ta đến đây xử lý. Nếu lúc đó nhà họ quân trách tội các ngươi để sổng mất người thì cứ tính cho ta. Vân thống lĩnh cân nhắc một lúc, cuối cùng vung tay lên, đám cường giả đang bao quanh Diệp Quân và Tang Mi đồng loạt lui lại. Tang Mi cười nói, chúng ta đi thôi. Diệp Quân gật gật đầu, hai người cùng đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Tông Cố và quân bất khí đang bất tỉnh, Diệp Quân nghiêng đầu nhìn Tông Cố cũng đang nhìn hắn, Diệp Quân chỉ nở nụ cười hòa nhã. Không nói gì hơn, cuối cùng biến mất ở nơi chân trời với Tang Mi. Tông Cố thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Diệp Quân và Tang Mi rời đi chưa được nửa khắc, một ông lão đã vào trong đại điện, khi lão thấy xác chết của cường giả nhà họ quân nằm la liệt, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Thấy là lão già đến, các cường giả nhà họ quân ở xung quanh nhanh chóng hành lễ, bái kiến nhị trưởng lão. Đây là nhị trưởng lão của nhà họ quân. Một trong những nhân vật có quyền lực bậc nhất. Quân quyền lạnh lùng liếc nhìn Vân thống lĩnh, ai làm? Vân thống lĩnh trầm giọng thưa, bẩm nhị trưởng lão, là một nam một nữ. Quân quyền chất vấn, người đâu rồi? Trong giọng nói để lộ sự áp bức tột độ. Vân thống lĩnh do dự một lúc, sau đó kể hết một chuyện ra một lần. Làm càn. Quân quyền đột nhiên quay sang gầm lên với Tông Cố. Chuyện của nhà họ quân ta từ khi nào đến phiên nhà họ Tông nhúng tay vào. Sắc mặt Tông Cố trầm xuống. Quân quyền lại quay sang Vân thống lĩnh, cả giận nói, là nhà họ quân là ta nuôi ngươi, hay là nhà họ Tông nuôi ngươi? Sắc mặt Vân thống lĩnh lập tức tái nhợt, vội thưa, nhị trưởng lão, thuộc hạ đã biết sai. Quân quyền giận dữ cười, đúng là nực cười, có người không chỉ dám ra tay ở địa bàn nhà họ quân. Mà còn đánh cả thiếu gia nhà họ quân chúng ta,
các ngươi lại để chúng bình thản rời đi. Nhà họ Quân ta nuôi các ngươi không bằng nuôi một đám chó. Vân thống lĩnh cùng các thị vệ đều tái mặt. Quân Quyền đột nhiên giận dữ hô lên, người đâu? Vừa dứt lời, bốn người áo đen đột nhiên xuất hiện sau lưng lão. Quân Quyền nói, lập tức đuổi theo bắt hai người kia lại, nhanh. Dứt lời, lão cùng bốn người đều biến mất. Đám người Vân thống lĩnh cũng vội vàng đuổi theo sau. Trong điện, sắc mặt Tông Cố xa sầm. Y không ngờ người tới không phải là vị đại tiểu thư kia mà là Quân Quyền tính nóng như lửa. Y cũng thấy bất đắc dĩ. Bởi vì thân phận và cấp bậc của Y không thể nhúng tay vào được tầng quản lý cấp cao của nhà họ Quân. Quân bất khí thì được, nhưng bây giờ mà gã tỉnh lại thì chỉ có nóng càng thêm nóng, e là còn điên cuồng hơn cả Quân bất khí kia. Tông Cố khẽ thở dài. Chấm. Bên ngoài. Diệp Quân và Tang Mi đang đi bộ ở trên phố, hai người chuẩn bị trở về phủ đệ của Nam Tiêu. Tang Mi hứng thú với mọi thứ ở xung quanh, cô ta không ngừng giáo giác nhìn bốn phía, thỉnh thoảng còn kể cho Diệp Quân một số người và chuyện hắn chưa từng nghe qua. Diệp Quân rất tò mò về lai lịch của Tang Mi, nhưng cho dù hắn có nói bóng nói gió như thế nào đi nữa, Tang Mi vẫn không chịu tiết lộ. Diệp Quân cũng không nói gì thêm. Đúng lúc này, Diệp Quân đột nhiên nhíu mày lại, hắn quay đầu nhìn thì phát hiện có vài luồng hơi thở đã ập đến, bao vây hắn và Tang Mi. Chẳng mấy chốc, Quân Quyền dẫn theo bốn cường giả áo đen xuất hiện trước mặt Diệp Quân và Tang Mi. Diệp Quân thấy những cường giả nhà họ Quân đột nhiên xuất hiện này thì cũng không bất ngờ, hắn nhìn Quân Quyền dẫn đầu, trong lòng tay trái dần lặng lẽ ngưng tụ thành một thanh ý kiếm. Lúc đối phương động sát tâm, thì người đó đã định phải chết. Quân Quyền vốn rất tức giận, nhưng khi thấy Diệp Quân và Tang Mi thì lão đã bình tĩnh lại không ít, bởi vì hai người trước mắt này rõ ràng không phải là người thường. Tất nhiên lão chỉ cẩn thận hơn một chút, chứ không hề sợ hãi. Ở thành chúng thần này, tuy nhà họ Quân không phải là vô địch, thế nhưng người có thể chọc vào nhà họ Quân cũng chẳng có mấy ai. Tất nhiên, để cẩn thận hơn, lão quyết định vẫn thăm dò trước một chút. Quân Quyền nhìn chằm chằm Diệp Quân, là các ngươi làm loạn ở cửa hàng. Diệp Quân đang định nói chuyện thì Tang Mi ở bên đột nhiên lên tiếng, là ta ra tay trước. Quân Quyền nhìn về phía Tang Mi, chẳng lẽ ngươi không biết không được gây sự ở cửa tiệm. Tang Mi nghiêm mặt nói, thần pháp quy định, đàn ông không được thấy sắc nổi tà, quấy rầy phụ nữ, nhưng tên vãn bối kia của ông đã quấy rối ta. Ta chỉ tát gã một cái đã là rất nhân từ rồi. Diệp Quân kéo ống tay áo Tang Mi, thần pháp có quy định đó không? Tang Mi gật đầu, có. Diệp Quân im lặng. Xem ra sau khi trở về phải đọc cho kỹ thần pháp mới được. Nghe Tang Mi nói thế, sắc mặt Quân Quyền xa sầm. Bây giờ lão đã hiểu được đại khái đầu đuôi câu chuyện rồi. Rõ ràng là do thằng cháu ngu ngốc nhà lão thấy sắc làm loạn. Thật ra cấp cao nhà họ Quân cũng biết những hành vi xấu xa đó của Quân bất khí, nhưng không can thiệp quá nhiều, trong mắt bọn họ, người nhà họ Quân chơi bời vài cô phụ nữ thì có làm sao? Không phải chuyện gì ghê gớm. Nhưng rõ ràng lần này Quân bất khí đá vào tấm sắt rồi. Quân Quyền nhìn về phía Tang Mi. Cháu ta có lẽ đã mạo phạm cô, nhưng không đến mức bị đối xử như vậy, cô nương ra tay quá nặng, hơn nữa lại còn giết người trong thành. Thành này không cho phép đánh nhau, chuyện này cũng đã được chúng thần điện phê chuẩn, chẳng lẽ cô nương không biết những chuyện đó? Tang Mi mỉm cười nói, ông không cần thăm dò, ta không phải người của chúng thần điện, ta có thể nói thật cho các ông biết, ta đến từ một nơi cực kỳ xa, chỗ đó rất mạnh, không phải là nơi các ngươi có thể chọc vào, còn nữa. Tiểu kiếm tu bên cạnh ta cũng rất lợi hại, các ngươi cũng không chọc vào hắn nổi đâu. Diệp Quân. Thật sao? Quân Quyền tức giận đến mức bật cười, giết người nhà họ Quân ta rồi còn nói chúng ta không chọc vào các ngươi nổi, đây là lần đầu lão phu thấy được người ngông cuồng như vậy. Bắt cho ta. Vừa dứt lời, cường giả áo bào đen phía sau lão lập tức ra tay. Nhưng đúng lúc này, một tên thị vệ đột nhiên xuất hiện. Gã lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người Quân Quyền, không được gây gổ ở nơi này. Sắc mặt Quân Quyền có chút khó coi, bọn họ dám giết người nhà họ Quân ta ở trong tiệm, bây giờ nhà họ Quân đang tự vệ. Thị vệ kia quay đầu nhìn về phía Diệp Quân và Tang Mi, có chuyện giết người trong tiệm không? Diệp Quân gật đầu,
thị vệ nhìn chằm chằm Diệp Quân, vậy thì mời hai vị đi theo chúng ta một chuyến. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Tang Mi mỉm cười nói, vậy ngươi đi cùng ta luôn đi. Diệp Quân khẽ gật đầu, được. Thị vệ xòe tay ra, hai luồng ánh sáng vàng xuất hiện dưới chân Diệp Quân và Tang Mi. Vòng thúc thần. Chuyên môn dùng để áp chế tu vi người khác. Tất nhiên thứ này vô dụng đối với hai người họ. Thấy hai người đã bị bắt, Quân Quyền cười gằn, ta sẽ chơi chết các ngươi. Cứ thế, thị vệ dẫn Diệp Quân và Tang Mi đến một ngục giam đặc biệt. Trong thành chúng thần có một nhà tù như vậy, chúng thần điện làm việc đều phải chờ xét xử xong mới thực thi, bây giờ tình huống của bọn họ như vậy cũng phải chờ chúng thần điện điều tra trước tiên, xem lỗi ở phía bọn họ hay ở nhà họ Quân. Mà lúc này, Quân Quyền đã bắt đầu hành động. Trong ngục giam, Diệp Quân và Tang Mi bị giam chung một gian, Tang Mi ngồi dưới đất, cầm một nhánh cỏ tạp khẽ đung đưa. Diệp Quân nói, cô tin tưởng thần pháp không? Tang Mi nói, có lúc tin, có lúc không. Diệp Quân nhìn về phía Tang Mi, người hành pháp nếu chính nghĩa thì thần pháp tốt, còn người hành pháp xấu thì thần pháp cũng chẳng tốt đẹp gì. Diệp Quân gật gật đầu, đang định nói chuyện thì đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng gầm đầy giận dữ, cút. Nghe giọng nói đó, Diệp Quân bỗng sững sốt. Giọng nói đó là của Nam Tiêu. Chẳng mấy chốc, Nam Tiêu lập tức mang theo một đám người chạy vội đến trước mặt hắn và Tang Mi, Nam Tiêu chỉ vào một tên giám ngục, nổi giận mắng, mẹ nó mau mở cửa ra cho ông. Tên giám ngục kia không dám tranh cãi, vội vã mở cửa giam ra. Nam Tiêu đi vào, y nhìn Diệp Quân, Diệp huynh, không sao chứ? Diệp Quân lắc đầu, không có chuyện gì. Sắc mặt Nam Tiêu cực kỳ âm u, mẹ nó chứ, nhà họ Quân lại dám động vào huynh. Đi, đến nhà họ Quân. Nói rồi, y định dẫn người đi. Diệp Quân vội nói, Nam huynh, nhà họ Quân kia không đơn giản, chúng ta. Nam Tiêu âm trầm nói, Diệp huynh, thật không dám giấu giếm, những thương nhân này trong mắt người thường là núi cao không thể vượt qua, nhưng trong mắt những người nắm quyền như chúng ta thì chúng chỉ là một đám chó con thôi. Nói rồi, y vung tay lên, người đâu, gọi các huynh đệ theo ta. Mẹ nó ông đây chơi chết nhà họ Quân kia. Đúng là lũ chó. Nghe tin nhà họ Quân lại ra tay với Diệp Quân, Nam Tiêu thiếu điều tức nổ phổi. Người là do y mang về, vậy mà bọn chúng lại dám đụng vào, đúng là không đặt Nam Tiêu y vào mắt mà. Chưa kể y khó khăn lắm mới khuyên được Diệp Quân gia nhập chúng thần điện, nếu hắn rời đi vì nhà họ Quân thì đúng là tổn thất nặng nề. Nam Tiêu nói là làm. Lập tức dẫn một nhóm người Tư Mệnh phủ vào tới phủ đệ nguy nga tráng lệ nhà họ Quân. Đại trưởng lão Quân Duyên thấy y hùng hổ đi đến thì vội ra đón. Biết rằng nhóm người này không có ý tốt, trong lòng ông ta khẽ động nhưng vẫn lên tiếng, quan Tư Mệnh đại giá quang lâm. Bớt già mồm. Nam Tiêu tức giận chỉ vào mặt ông ta, gọi lão khốn Quân Quyền cút ra đây. Thì ra là có liên quan đến hai người một nam một nữ từng xảy ra mâu thuẫn với nhà họ Quân kia. Thần sắc Quân Duyên khó coi ra mặt. Thằng Quân bất khí chết tiệt. Quân Duyên chửi ầm trong lòng. Nam Tiêu là quan Tư Mệnh nắm thực quyền ở chúng thần điện, nhà họ Quân đương nhiên không dám qua loa tùy tiện. Thế là Quân Duyên cân nhắc một hồi, bèn nói, không biết có thể rời bước nói chuyện không? Nếu có thể dùng tiền giải quyết thì không còn gì tốt hơn. Bởi trên đời có tên quan nào lại không tham tiền đâu. Nào ngờ Nam Tiêu lại quắc mắt, gọi lão chó già ra đây dập đầu xin lỗi, chừng nào huynh đệ ta hả giận mới thôi. Sắc mặt Quân Duyên xa sầm, Quân Quyền là nhị trưởng lão nhà họ Quân, thuộc về cao tầng, nếu làm theo yêu cầu này rồi bị truyền ra ngoài thì chẳng khác gì một cái tát vào thể diện nhà bọn họ. Tuyệt đối không thể. Quân Duyên nói, quan Tư Mệnh. Ta được biết hai người kia gây sự trong cửa hàng trước, không chỉ đả thương thiếu gia mà còn giết bốn cường giả nhà chúng ta. Nam Tiêu cười gằn, còn không phải là vì thằng kia bị sắc đẹp che mờ mắt, liên tục quấy rối vợ của huynh đệ ta. Diệp Quân và Tang Mi vừa khéo chạy tới nghe được những lời này, đang muốn ra mặt giải thích thì bị Nam Tiêu ngăn lại, huynh đệ yên tâm, hôm nay ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi. Tang Mi xen vào. Đi theo quy trình tư pháp bình thường có làm được không? Nghĩ gì vậy? Nam Tiêu la lên,
đệ muội có biết là trước khi ta tới đây, bọn nhà họ Quân này đã vận dụng quan hệ mua chuộc quan cấp dưới, ký hết văn kiện, không cần đi theo quy trình cũng xử tử được vợ chồng hai người ngay lập tức không? Diệp Quân nghe vậy thì ngẩn ra, nhìn sang thấy Tang Mi mặt lạnh tanh, mẹ nó, thứ gian ác. Diệp Quân. Nam Tiêu nói tiếp, chỉ có quyền lực mới đánh được quyền lực, Diệp huynh và đệ muội cứ để ta lo chuyện này. Diệp Quân. Rồi Nam Tiêu gầm lên, bắt chúng. Bắt ngay lập tức. Đám thị vệ theo sau y ùn ùn xông tới. Kẻ nào dám? Quân Duyên gầm lên, lập tức có mấy chục khí tức hùng hậu lao ra từ trong phủ, ngăn cản nhóm thị vệ. Bọn họ là cường giả tử trung chỉ nghe lệnh nhà họ Quân. Nam Tiêu nheo mắt, nhà họ Quân muốn tạo phản đúng không? Quân Duyên không chịu thua, quan tư mệnh, thần pháp nói muốn lục soát bắt người cần phải có lệnh truy nã. Ngươi! Nam Tiêu, muốn thì ta viết cho một tờ. Y rút ra một trang giấy, dùng tay làm bút viết thành lệnh truy nã, ném ra trước mặt Quân Duyên. Đây! Sắc mặt mấy cường giả nhà họ Quân kém đi trông thấy. Quân Duyên lại nói, không biết vì sao quan tư mệnh lại muốn bắt trưởng lão Quân Quyền. Nam Tiêu, ta nghi hắn bất kính với thần, có ý mưu phản. Người khác. Quân Duyên cũng không nhịn được nữa, quan tư mệnh, mấy lời này hoàn toàn vô căn cứ. Có ai không biết nhà họ Quân chúng ta trung thành với thần cớ nào chứ? Nam Tiêu ngắt lời ông ta, xông vào bắt người. Ai cản thì giết. Đám thị vệ y dẫn theo lao tới, sau đó bị một khí tức hùng mạnh quét ngang đẩy bay đi. Nam Tiêu nheo mắt, nhìn thấy một lão già mặc áo đen như mực đứng gần đó, kế bên là một cô gái mặc váy xanh, để tóc xóa, dung mạo xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Tham kiến đại tiểu thư. Các cường giả nhà họ Quân đồng loạt hành lễ. Cô gái này là Quân U. Người nắm thực quyền nhà họ Quân hiện nay. Cô ta và lão già đi tới, nói với Nam Tiêu, quan tư mệnh, ta đã điều tra rõ ngọn ngành. Việc này là người nhà họ Quân sai trước, mạo phạm cô nương kia, chúng ta sẵn sàng xin lỗi lỗi. Thấy Quân U nhìn mình và cũng biết phải trái, Tang Mi cười. Vốn chỉ là chuyện nhỏ, ta ra tay cũng là vì phiền toái. Cô nương cũng là nữ nên hiểu được ta chứ. Quân U gật đầu, là nhà chúng ta dạy dỗ không nghiêm, đã gây phiền cho cô. Tang Mi lại nói, y quấy rối ta đánh y là kết thúc chuyện vặt này. Nhưng y thẹn quá hóa giận, lại hạ sát lệnh với chúng ta, thế thì đã không còn là chuyện nhỏ nữa. Quân U nhíu mày. Tang Mi, cô nương đã chịu nói lý thì ta hỏi, công tử nhà họ Quân vì thẹn mà ra tay giết người, tiểu huynh đệ của ta vì tự vệ mà hạ sát thị vệ nhà họ Quân thì có gì sai không? Quân U, cô nương nói tiếp đi. Tang Mi. Thật ra mọi chuyện đã có thể kết thúc ở đây, nhưng nhà họ Quân lại tiếp tục phái người truy sát chúng ta, còn làm loạn quy trình tư pháp để đẩy chúng ta vào chỗ chết. Tổng cộng đã phạm vào các tội như quấy rối, giết người bất thành, hối lộ, làm loạn tư pháp. Cô có nhận không? Quân U im lặng, hai mắt như dao. Diệp Quân thì thầm hỏi Nam Tiêu, thần pháp có mấy loại tội này à? Y gật đầu, ừ. Diệp Quân giật mình. Tự hỏi làm sao Tang Mi lại biết rõ như vậy? Chẳng lẽ trước kia cô ta từng làm luật sư? Tang Mi lại nói, hơn nữa, hành động của Quân thiếu gia cho thấy đây không phải hành vi lần đầu tiên, mà trong quá khứ đã có thể sử dụng thủ đoạn như uy hiếp hay cưỡng bách với những cô gái khác. Đương nhiên, cần chờ điều tra. Quân U, cô nương không định giải quyết trong êm đẹp chứ gì? Tang Mi, đương nhiên là muốn, nhưng phải xem cô nương giải quyết thế nào. Quân U, nể mặt Nam Tiêu đại nhân, nhà chúng ta sẽ bồi thường hai vị, đổi lại những chuyện này chưa từng xảy ra. Thế nào? Tang Mi hỏi Diệp Quân, ngươi thấy sao? Hắn vội nói, cô quyết định đi. Nam Tiêu liếc sang, thầm nói huynh đệ sợ vợ nhỉ. Tang Mi chọc vai Diệp Quân. Nói ta nghe ngươi nghĩ thế nào? Diệp Quân, nếu không đồng ý thì có vẻ như chúng ta đang chèn ép đối phương. Tang Mi gật đầu, đúng, gặp người quyền quý thường sẽ là vậy, người ta còn chịu bồi thường đã là rộng rãi. Ánh mắt cô ta nhìn thấy Quân Bất Khí mang vẻ mặt đầy oán độc ở nơi xa. Diệp Quân cũng nhìn thấy, nói, cô quyết định đi, ta nghe cô. Tang Mi liếc hắn rồi nói với Quân U,
Ta thấy pháp luật không nên cúi đầu trước vô pháp, vì vậy xin cô nương hãy nghiêm trị kẻ phạm tội, đặc biệt là quân bất khí, lập tức thủ tiêu công cụ gây án của y. Cường giả nhà họ Quân nghe được thì tức tối vô cùng. Bỗng Quân Quyền từ chỗ nào chạy ra kêu lên, mẹ mày! Chúng mày được đằng chân lân đằng đầu. Quân U nhìn Tang Mi một hồi rồi gật đầu, đã vậy thì mời cô nương tìm cơ quan tư pháp kiện nhà họ Quân đi. Sau đó xoay gót đi. Tang Mi lên tiếng, cô nương, làm thiện tích đức, gieo gió gặt bão. Nhà họ Quân diệt trừ kẻ làm ác chính là tạo phúc cho cả họ. Quân U dừng bước, xoay người nhìn lại, các người muốn nói lý mà đúng không? Vậy thì mời đi kiện để chúng ta hầu. Chúng thần điện nhiều cơ quan lắm, cứ việc tìm mà kiện. Rồi biến mất trong phủ đệ. Nam Tiêu vừa mở miệng thì lão già áo đen kia vung tay phóng một tấm lệnh bài tới. Y vừa nhìn thấy thì nheo mắt. Lão ta lạnh lùng vứt một câu, không muốn sống nữa à? Rồi cũng biến mất. Bên kia, Quân Bất Khí trừng mắt nhìn rồi cũng lui vào. Nam Tiêu hạ giọng, chuyện này ta sẽ xử lý, chúng ta đi thôi. Diệp Quân gật đầu. Trên đường về, hắn hỏi Tang Mi, lần này thắng được không? Cô ta đáp, lỗi do bọn họ gây ra. Nếu chúng ta thua thì là vấn đề của chúng thần điện, nhân quả làm ác của nhà họ Quân sẽ tự động chuyển vào đó, do nhân viên chúng thần điện gánh chịu. Diệp Quân, tuy nói gieo gì gặt nấy nhưng ta không nghĩ người của chúng thần điện sẽ phải chịu gì đâu. Tang Mi cười, không sao. Diệp Quân, mà cũng chưa được bao nhiêu ngày lành, ta không muốn bị đánh đâu. Tang Mi vỗ vai hắn, đừng lo chứ tiểu kiếm tu, thần linh ở ngay trên đầu ngươi đấy. Diệp Quân thì thào, ta là người tiết độc mà, sợ bị thần đánh ấy chứ. Tang Mi nghiêm giọng, vậy thì ngươi liệu mà giữ bí mật cho cẩn thận, bằng không thì nguy to. Tang Mi không về phủ với Diệp Quân mà nói muốn đi dạo. Tất nhiên Diệp Quân không lo lắng cho an nguy của cô ta, người phụ nữ này chắc chắn rất mạnh, nhưng không biết mạnh đến mức nào. Khiến hắn đau đầu là Tang Mi mượn một số chân linh tinh của hắn. Sau khi về đến phủ, Diệp Quân lấy một cuốn thần pháp của chúng thần điện ra nghiên cứu. Thần pháp. Tương truyền pháp này được ý chí thần minh truyền lại, là cốt lõi của chúng thần điện lúc ban đầu. Lúc đầu, mỗi chúng thần điện đều tuân thủ nghiêm ngặt pháp này, nhưng sau khi các chúng thần điện ngày càng lớn và mạnh thì đã dần bắt đầu lơi lỏng trong việc thực hiện pháp này. Diệp Quân có thể hiểu được điều này. Hắn đọc khá nhiều lịch sử cổ, biết rõ khi bất kỳ một trật tự mới được thiết lập thì đều rất coi trọng, tôn trọng luật pháp, những quan viên của trật tự này lúc đầu cũng rất trung thực và công bằng, nhưng sau một thời gian, sau khi để những người đó có thể hưởng thụ quyền lợi mang lại, họ sẽ bị tha hóa, bắt đầu lợi dụng quyền lợi vì lợi ích của mình, sau đó chà đạp lên pháp luật. Diệp Quân hiểu đây cũng thuộc đạo, thuộc về quy luật của thế gian. Điều này cực kỳ khó thay đổi. Sau này thư viện quan huyên của hắn chắc chắn cũng sẽ gặp vấn đề này. Bản thân hắn cũng có vài biện pháp, dĩ nhiên bây giờ vẫn còn sớm. Lúc này Nam Tiêu bước vào, sắc mặt y vô cùng khó coi. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, nhìn Nam Tiêu, nhìn thấy vẻ mặt Nam Tiêu, hắn đoán ra điều gì đó, hỏi, Nam Huynh, lệnh bài mà ông cụ nhà họ Quân đưa cho Huynh lúc trước là gì vậy? Nam Tiêu trầm giọng nói, mệnh thần lệnh. Diệp Quân nói, ông ta là mệnh thần. Nam Tiêu gật đầu, phải. Nói rồi ánh mắt y trở nên thâm trầm, ta chưa từng nghĩ nhà họ Quân lại có người có thể trở thành mệnh thần, khiến ta khá ngạc nhiên. Nhưng Diệp Huynh đừng lo lắng, mệnh thần chỉ có địa vị đặc biệt mà thôi, không có nhiều thực quyền, việc của Huynh cũng là việc của ta, chuyện này cứ để ta giải quyết, ta đến để nói với Huynh là trong khoảng thời gian này Huynh cố gắng đừng rời khỏi phủ của ta, vì ta lo nhà họ Quân sẽ chó cùng rứt dậu ám sát Huynh. Diệp Quân mỉm cười nói, được. Nam Tiêu lại nói, ta sẽ xử lý chuyện này, mấy năm nay ta vẫn có vài người bạn. Nói rồi y rời khỏi đó. Thần pháp. Diệp Quân cúi đầu nhìn cuốn thần pháp trong tay, sau một hồi im lặng, hắn bắt đầu đọc. Tiểu Tháp bỗng nói, bây giờ ngươi điềm tĩnh và nhún nhường hơn trước nhiều rồi. Diệp Quân cười nói, lúc còn trẻ, ta không thể buông bỏ được kiêu ngạo, không thể kiềm chế sự ngông cuồng của mình, không chịu cúi đầu, không chịu khom lưng, coi thường sự sống và cái chết. Sau này ta mới nhận ra đôi lúc kiêu ngạo khoe khoang sẽ rước tai họa,
chỉ có khiêm tốn mới có thể vững bước tiến về phía trước. Tiểu Tháp trầm ngâm rồi nói, nếu thần pháp không đứng về phía ngươi thì phải làm sao? Diệp Quân cười nói, vậy thì kiếm của ta sẽ là pháp. Chấm. Phủ nhà họ Quân. Trong đại điện, Quân U ngồi ở vị trí đầu, lúc này các cường giả nhà họ Quân đều đã tập trung đông đủ. Quân Bất Khí mặt bị đánh nát quỳ trong đại điện, ánh mắt gã u ám đến đáng sợ. Quân U nhìn chằm chằm Quân Bất Khí, biết sai chưa? Quân Bất Khí không dám nhìn ông ta, cúi đầu, thấp giọng nói, con biết sai rồi. Quân U nói, sai chỗ nào? Quân Bất Khí nói, không nên chơi đùa phụ nữ. Sai. Quân U nhìn chằm chằm vào Quân Bất Khí, chơi đùa với phụ nữ không có gì sai, có tiền thì nên chơi, đàn ông nhà họ Quân ta chơi đùa với vài phụ nữ thì có gì sai. Quân Bất Khí sửng sốt. Quân U nhìn chằm chằm Quân Bất Khí, lỗi của ngươi là không phân biệt được dạng phụ nữ nào có thể chơi đùa, người nào không thể. Quân Bất Khí lặng thinh. Quân U chậm rãi nói, trên thế giới này, 90% phụ nữ đều có thể có được bằng tiền. 10% còn lại cần quyền lực và sức mạnh tối thượng, nhưng mắt nhìn người của ngươi không thể phân biệt được phụ nữ nào là dạng trước hay dạng sau, giữ lại có ích gì. Ông ta vừa dứt lời, ông lão áo đen bên cạnh ông ta vung tay áo lên. Đôi mắt của Quân Bất Khí bị móc ra, Quân Bất Khí gào lên. Mọi người trong điện lại rất bình tĩnh, rõ là đã quen với thủ đoạn tàn nhẫn của Quân U. Quân Bất Khí run rẩy. Cả nhà họ Quân. Gã không sợ ai, chỉ sợ một mình tỷ tỷ này, hơn nữa sợ từ nhỏ đến lớn. Vì chỉ có gã biết người này tàn nhẫn như thế nào. Gã vốn dĩ còn có một ca ca, sau đó người đó chọc vào cô ta. Sau đó gã chỉ còn lại tỷ tỷ. Quân U bưng chén trà bên cạnh lên nhấp một ngụm, sau đó nói, đừng sợ, hiện tại ngươi không cần phải chết, đi xuống chữa vết thương đi, chờ vết thương lành lại, nên ăn uống, đi chơi. Đầu óc Quân Bất Khí hơi mơ màng, chuyện gì đây? Quân quyền trưởng lão ở một bên vội nói, còn không mau đi. Quân Bất Khí hoàn hồn, vội đi ra ngoài. Lúc này các trưởng lão trong điện đã hiểu ý của Quân U rồi. Bảo Quân Bất Khí nên ăn thì ăn, nên chơi thì chơi. Tức là nhà họ Quân muốn đối đầu với kiếm tu và người phụ nữ đó. Chẳng phải ngươi muốn trừng trị nhà họ Quân ta bằng pháp hay sao? Ta cho ngươi xem người nhà họ Quân ta phạm pháp vẫn tự do tự tại. Người gặp tai họa là ngươi. Hiểu được điều này, các cường giả nhà họ Quân cảm thấy có chí khí, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Quân U nhìn mọi người, các vị trưởng lão, có gì thì cứ nói, nhưng qua hôm nay thì đừng nói gì nữa. Đại trưởng lão khá bình thản trầm giọng nói, nhìn cử chỉ, hành động của đôi nam nữ đó chắc chắn không phải người tầm thường. Quân U gật đầu, tất nhiên sẽ không phải người bình thường, nếu là người bình thường, sao lại dám ra tay giết người trong thương hội của nhà họ Quân, nếu là người bình thường, sao có thể để một người từng được đề cử làm chủ thần bảo vệ như vậy? Đại trưởng lão do dự một chốc, sau đó thấp giọng thở dài, không nói gì thêm nữa. Quân quyền lạnh lùng nói, chúng ta đều hiểu ý của lão đại, đối mặt với sự tồn tại không rõ danh tính này tất nhiên không thể tùy tiện trở thành kẻ địch. Nhưng nhà họ Quân chúng ta lại bằng lòng cúi đầu, để chuyện này trở thành chuyện nhỏ thôi, nhưng người phụ nữ đó lại không muốn, có thể diện quá ha. Nghe thế các cường giả nhà họ Quân đều gật đầu, cảm thấy tức giận. Một trưởng lão tức giận nói, nhà họ Quân ta sẵn sàng xin lỗi và bồi thường, nhưng người phụ nữ đó vẫn không chịu, đúng là nực cười. Lẽ nào nhà họ Quân giết người của mình, sau đó quỳ lạy cô ta nhận lỗi sao? Cô ta tưởng nghĩ cô ta là thần minh à? Các trưởng lão gật đầu, đều tỏ ý có thể làm. Lúc này mà lùi bước thì sẽ khiến người ta chê cười. Đại trưởng lão Quân Diên trầm giọng nói, không rõ lai lịch đôi nam nữ đó là một vấn đề, nhưng việc làm gấp của chúng ta là đối phó với Nam Tiêu trước, dù sao Nam Tiêu cũng là người của chúng thần điện. Chúng thần điện. Mọi người đều im lặng không nói. Đây là chính quyền, mặc dù nhà họ Quân có tiền, cũng có thế. Nhưng chắc chắn không thể làm mấy chuyện như ám sát. Bởi vì mọi người đều biết rất rõ, chỉ cần nhà họ Quân dám ám sát Nam Tiêu, chẳng khác nào phá bỏ giới hạn đỏ của chúng thần điện sẽ không bao giờ cho phép. Quân U bỗng nói, ám sát, đó là cách cuối cùng,
chẳng phải vị quan tư mệnh này xem thường thương nhân đó sao? Vậy chúng ta để hắn nhìn thấy sức mạnh của thương nhân. Quân Diên nói, ý của thiếu tộc trưởng là. Quân U chậm rãi nói, làm quan thì có mấy người sạch sẽ. Cho dù có sạch, mấy năm nay hắn cũng đã xử lý rất nhiều vụ án như vậy, lẽ nào đều công bằng và trong sạch sao? Phát động dư luận công kích, nếu có vấn đề thì tuyên dương vấn đề của hắn, không có thì tạo vấn đề cho hắn. Quân Diên trầm giọng nói, kiểu quan viên cấp bậc như hắn có quyền giới hạn ngôn luận. Quân U bình tĩnh nói, vậy chẳng phải hợp ý ta sao? Quân Diên hơi khó hiểu. Quân U nói, hắn hạn chế dư luận ở Bắc Chúng Thần Điện, cho nên chúng ta sẽ tạo ra dư luận ở Nam Chúng Thần Điện, Đông Chúng Thần Điện và Tây Chúng Thần Điện, còn có cả Trung Chúng Thần Điện. Lẽ nào bàn tay Nam Tiêu có thể vươn đến các Chúng Thần Điện khác sao? Quân Diên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ngược lại là có thể, nhưng như thế thì chúng ta sẽ đánh không ngừng. Quân U nhìn Quân Diên, đã là không ngừng nghỉ rồi. Quân Diên lặng thinh. Quân U nói tiếp, bảo người của chúng ta bắt đầu triển khai. Quân Quyền bỗng nói, như thế có thể giết cái tên đáng chết đó không? Quân U không cảm xúc nói, cho dù không giết được hắn thì cũng có thể làm hắn lên bờ xuống ruộng, khiến hắn gặp vô số phiền toái. Ngoài ra, cũng phải xem thái độ của các chủ thần ở trên với hắn và nhà họ Quân. Quân Diên gật đầu, hiểu rồi. Quân U nhắm mắt lại, tất nhiên, muốn tạo ra hiệu ứng dư luận cực lớn, chúng ta cần đổ thêm dầu vào lửa mới được. Đại trưởng lão, việc này ông tự mình xử lý, đừng tiết kiệm tiền, mua thêm nhiều nhà văn, bảo họ lẻn vào đám đông, cố gắng đảo lộn mọi thứ nhiều nhất có thể. Quân Diên gật đầu, chuyện này dễ xử lý, nhà họ Quân chúng ta không có gì khác, chỉ có tiền thôi. Nói rồi ông ta ra ngoài. Nhà họ Quân chắc chắn là đoàn kết, sau khi xác định đối đầu thì cả nhà họ Quân bắt đầu hoạt động, điều hành một đế quốc kinh doanh khổng lồ như vậy chắc chắn là một chuyện đáng sợ. Chỉ một ngày mà trong Chúng Thần Điện đã xuất hiện vài dư luận. Ngươi nghe nói gì chưa? Nhà họ Quân và quan tư mệnh Nam Tiêu đánh nhau rồi đấy. Tất nhiên là có nghe nói, ta nghe nói nguyên nhân là vì một người tu kiếm tên Diệp Quân và một người phụ nữ mua đồ trong một trung tâm mua sắm rộng lớn nhưng lại không muốn trả tiền. Vừa lúc gặp được công tử Quân Bất Khí của nhà họ Quân, Quân Bất Khí công tử ngăn lại, nhưng hai người đó thẹn quá hóa giận thế là ra tay, thậm chí còn giết cả thị vệ của nhà họ Quân. Trời, còn có chuyện này nữa sao, kiếm tu tên Diệp Quân và người phụ nữ đó kiêu ngạo thế, trong mắt họ còn có thần pháp không vậy? Chậc chậc. Người không biết sao? Người có biết tại sao họ lại dám ngông cuồng như vậy không? Vì người đứng sau họ chính là quan tư mệnh Nam Tiêu, nghe nói Nam Tiêu và Diệp Quân có quan hệ gì đó. Ôi trời! Chấm! Trong sảnh phụ của phủ đệ nhà họ Quân. Tông Cố đứng ở trước mặt Quân U, mặc dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng y vẫn hơi sợ, vì y không biết tại sao đại tiểu thư nhà họ Quân trước mặt này lại tìm mình. Quân U bỗng nói. Có biết tại sao ngươi có thể sống không? Tông Cố lặng thinh. Quân U nói, vì ngươi từng ngăn Quân Bất Khí làm chuyện ngu xuẩn hai lần. Tông Cố vội nói, là bạn bè, đây là việc nên làm. Quân U nhìn chằm chằm Tông Cố, nói, chẳng phải ngươi rất muốn nhà họ Tông vực dậy sao? Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, xem ngươi có dám hay không? Tông Cố hơi ngờ vực. Quân U nói, đi gặp Diệp công tử đó. Tông Cố híp mắt, cô muốn bảo ta tiếp cận hắn. Quân U nói, kẻ ngốc không làm được việc này, phải thông minh một chút mới làm được. Tông Cố không nói gì. Quân U xòe tay ra, một quyển trục xuất hiện trước mặt Tông Cố, đây là thông tin của Diệp công tử đó. Tông Cố nhận lấy đọc, trong quyển trục chẳng có gì cả, y nhíu mày, ngờ vực nhìn Quân U. Quân U chậm rãi nói. Người có thể khiến nhà họ Quân ta không điều tra ra được bất cứ thông tin nào thì chỉ có một câu giải thích, hắn đến từ một nền văn minh bên ngoài, mà đến từ một nền văn minh bên ngoài thì chỉ có hệ thống tình báo của Chúng Thần Điện mới có thể tìm ra được. Việc này ta đã ủy thác cho mối quan hệ của mình thuê người làm rồi, hiện tại hy vọng ngươi có thể tiếp cận Diệp công tử, xem hắn là người như thế nào. Tông Cố ngẩng đầu lên nhìn Quân U, ta có thể từ chối không? Quân U gật đầu, có thể. Tiểu U, Tiễn Tông công tử. Cô ta vừa dứt lời, một người phụ nữ bước ra, chính là Tiểu U.
sắc mặt Tiểu U trắng bệch. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tông Cố thầm thở dài, đại tiểu thư, mặc dù ta đã dùng một ít thủ đoạn nhưng chưa bao giờ làm tổn hại đến nhà họ Quân, cho dù là làm ăn kinh doanh, ta cũng tự hỏi, cũng chưa bao giờ làm tổn hại đến lợi ích của nhà họ Quân, cô biết rõ điều này. Quân U bình tĩnh nói, đây là nguyên nhân tại sao bây giờ các ngươi vẫn còn sống. Tông Cố im lặng một chốc mới nói, ta không biết hai người đó, nhưng theo lời nói và hành động của hai người đó, rõ ràng họ không phải là người tầm thường. Hai người họ đều có khí chất của một người cấp trên, hơn nữa hành vi của bọn họ hơi kỳ quái. Họ cho ta cảm giác như đang làm thí nghiệm nào đó. Quân U nhìn Tông Cố, không nói gì. Tông Cố thầm thở dài. Dĩ nhiên y không muốn dây vào vòng xoáy này, cho dù là nhà họ Quân hay là hai người kia đều không phải là người y có thể chọc vào, cho nên y nói những lời này nhưng lại nhìn thấy trong mắt một ý khác trong mắt Quân U. Nhà họ Quân không còn lựa chọn nữa. Quân U cũng không có lựa chọn. Nếu nhà họ Quân thực sự trừng phạt Quân Bất Khí và Quân Quyền, chôn đầu vào bùn thì đây chắc chắn sẽ là một đòn chí mạng vào uy tín của nhà họ Quân. Phải biết nhà họ Quân là người đứng đầu của nhiều phòng thương mại, làm như thế là còn muốn thể diện không? Hơn nữa, nếu đại tiểu thư nhà họ Quân trước mặt thật sự giết Quân Bất Khí và Quân Quyền vì người ngoài, chắc chắn sẽ bị lục đục với người trong tộc của mình. Đến lúc đó nhà họ Quân có khả năng sẽ vẫn rơi vào cảnh nội loạn, nếu không cẩn thận có thể sẽ muôn đời không vực dậy. Nếu Tông Cố Y là người nắm quyền nhà họ Quân thì cũng không có sự lựa chọn nào khác. Ta có thể cúi đầu, thậm chí có thể quỳ xuống với ngươi, nhưng xin lỗi nhé, tiền đề là ngươi mạnh hơn ta, mạnh đến mức khiến ta tuyệt vọng. Tông Cố không nghĩ nữa, bây giờ ta đi tìm họ, họ sẽ nghi ngờ. Thấy Tông Cố không phí lời nữa, Quân U khẽ gật đầu, sát ý trong mắt dần không còn, ngươi có thể làm theo vài kế hoạch của nhà họ Quân ta, như thế sẽ có thành ý. Tông Cố nhìn Quân U nói, ta chỉ là một con tốt trong ván cờ của đại tiểu thư có thể hứa rằng cho dù quân cờ này còn sống hay chết đều sẽ không liên quan đến Tiểu U và nhà họ Tông không? Tiểu U cúi đầu xuống, hai tay run rẩy. Quân U gật đầu, ta có thể hứa với ngươi, sống hay chết đều không liên quan, nhưng tiền đề là phải nghe lời. Tông Cố gật đầu, ta hiểu rồi. Quân U xòe tay ra, một quyển trục chậm rãi bay tới trước mặt Tông Cố. Đây là một số kế hoạch mà hiện giờ nhà họ Quân ta hiện đang thực hiện, ngươi có thể đi nói cho hắn biết, hắn sẽ tin ngươi. Tông Cố nhận lấy quyển trục đó nói, tại sao không phải là đi tiếp xúc với Nam Tiêu hoặc người phụ nữ đó mà lại là Diệp Quân? Quân U bình tĩnh nói, hắn là kiếm tu. Tông Cố hơi khó hiểu. Quân U nói, kiếm tu, tính cách thẳng thắn, lòng dạ lương thiện. Tông Cố gật đầu, ta hiểu rồi. Nói rồi y xoay người rời đi. Sau khi Tông Cố đi, Quân U nhìn Tiểu U ở một bên, Tiểu U vội quỳ xuống. Quân U nói, ngươi nói xem lời nói và việc làm của Tông Cố công tử vừa rồi thực sự là quan tâm đến ngươi, hay là vì hắn muốn tỏ ra nhân nghĩa trước mặt ta? Tiểu U do dự một chốc rồi nói, cho dù mục đích của Tông Cố công tử là gì thì ít nhất hắn đã thay đổi số phận của ta và đệ đệ của ta. Hành động của hắn thực sự có lợi cho ta. Điều này đã là ơn nghĩa khó trả đối với những người nhỏ bé như bọn ta, còn những thứ khác đã không còn quan trọng với ta nữa. Quân U khẽ gật đầu, cô có thể nghĩ như thế cũng khá hiếm, lui ra đi. Tiểu U cung kính chào, sau đó đi ra ngoài. Quân U đi tới cửa đại sảnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, một đám mây trắng bồng bềnh trôi ở nơi đó, cô ta như đang đợi điều gì đó, hồi lâu sau, không gian trước mặt cô ta khẽ rung lên. Sau đó một quyển trục chậm rãi bay ra, cô ta nhận lấy rồi mở quyển trục ra xem, một lát sau cô ta khẽ cười nói, Diệp Quân. Thì ra là vậy, vốn dĩ chỉ có 5 phần cơ hội thắng, nhưng bây giờ đã là 10 phần rồi. Sau khi dư luận trong thành ngày càng nhiều, dường như mọi chuyện đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Tại phủ tư mệnh, trong đại điện, Nam Tiêu ngồi trên ghế, cách đó không xa là một nhóm chủ quản của phủ tư mệnh. Lúc này sắc mặt các chủ quản đều u ám, trong mắt hiện lên sát ý. Nam Tiêu thì lại khá bình tĩnh, y nhìn mọi người, sau đó nói, các vị huynh đệ thấy thế nào? Một chủ quản bước ra, sắc mặt cực kỳ khó coi, những lời đồn thổi lung tung bên ngoài đó rõ ràng là do nhà họ Quân gây ra, đến gặp xử lý nhà họ Quân là được. Tiêu diệt nhà họ Quân.
Lập tức có người đáp lại, chẳng mấy chốc càng có nhiều hơn hưởng ứng. Phủ Tư Mệnh có bao giờ bị người ta chèn ép sỉ nhục đến mức này đâu. Phải nghĩ đến kế lâu dài. Nhưng lúc này, một quản sự bỗng nói, nhà họ Quân không đơn giản như chúng ta nghĩ, nếu chúng đã dám công khai ra tay với lão đại thì chắc chắn chúng đã chuẩn bị kỹ càng, bây giờ đột nhiên ra tay có khả năng sẽ trúng chiêu của chúng, rơi vào thế bị động. Chủ quản lên tiếng đầu tiên đó nói, vậy lẽ nào chúng ta cứ ngồi chờ chết? Ta đề nghị chúng ta tiến hành một cuộc điều tra lớn với nhà họ Quân, chúng đã gài bẫy hãm hại chúng ta, không có bằng chứng, chúng chỉ có thể gài bẫy, nhưng nếu chúng ta hại lại chúng, không có bằng chứng, cũng có thể đưa ra bằng chứng, xem ai sợ ai. Có lý lắm. Có quản sự lập tức đồng ý, không thể tiếp tục ngồi đây chờ chết, phải chống trả, nếu không người khác sẽ cho rằng Phủ Tư Mệnh chúng ta dễ bắt nạt. Gọi người đi, lập tức đi tiêu diệt chúng, đào mộ của tổ tiên chúng lên. Lúc này một ông lão bỗng nói, không được. Mọi người đều nhìn ông lão là Tống Kỳ quan kiểm sát của Phủ Tư Mệnh, mọi người đều gọi ông ta là Lão Kỳ, lý lịch rất tốt, làm việc rất điềm tĩnh, rất được mọi người trong Phủ Tư Mệnh kính trọng. Nam Tiêu cũng nhìn Tống Kỳ, Lão Kỳ, ông nói thử xem. Lão Kỳ gật đầu, việc doanh nhân vi phạm pháp luật là việc của chúng, nhưng chúng ta là cơ quan thực thi pháp luật nên không được phép biết luật mà còn vi phạm. Vì một khi biết luật mà còn vi phạm thì bản chất sẽ khác hoàn toàn khác. Hơn nữa, một khi chúng nắm được điểm này, lại tiết lộ ra ngoài thì sẽ là đòn chí mạng với chúng ta. Nếu là thương nhân bình thường, dĩ nhiên chúng ta sẽ có cách tóm được điểm yếu của chúng, không để chúng nói, nhưng các vị đừng quên, hiện tại chúng ta đang đối mặt với nhà họ Quân. Chúng ta không có cách tóm được cổ của chúng. Mọi người đều lặng thinh. Lão Kỳ nói tiếp, còn nữa. Bây giờ các hành vi của nhà họ Quân đều có nghĩa là chúng sẽ đối đầu đến cùng với chúng ta. Chúng ta chỉ có thể bất biến trong tình hình vạn biến khi đối mặt với hành động của chúng. Nghe thế, mọi người đều nhíu mày. Một quản sự trầm giọng nói, Lão Kỳ, ý ông là chúng ta không làm gì cả. Lão Kỳ gật đầu, đừng làm gì cả. Quản sự khó hiểu, tại sao? Sau một hồi im lặng, Lão Kỳ chậm rãi nói, mọi người tức giận. Mọi người tức giận. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Một chủ phấn khích nói, ta hiểu ý của Lão Kỳ rồi, ý của Lão Kỳ là nhà họ Quân quang minh chính đại hại chúng ta, hất nước bẩn vào bộ phận chấp pháp chúng ta, chúng không chỉ thách thức quyền uy của Phủ Tư Mệnh ta mà còn đang thách thức với quyền uy của cả chúng thần điện. Nghe thế mọi người đều hiểu ra. Quyền lợi là tối thượng. Há có thể để thương nhân khiêu khích sao? Lão Kỳ nói tiếp. Việc lão đại nên làm bây giờ không phải là đi chứng thực cho bản thân, vì một khi tự chứng thực thì chúng ta sẽ rơi vào trạng thái thụ động vô tận, sẽ bị nhà họ Quân khống chế. Thế nên việc lão đại cần làm bây giờ chính là lập tức đến chủ thần thường vụ, báo cáo mọi việc cho ông ta, nhất định không được giấu giếm. Một chủ quản nói, nhưng nếu chúng ta không đánh trả, dư luận sẽ ngày càng lớn. Lão Kỳ xua tay, thản nhiên nói, dư luận sẽ có ảnh hưởng rất lớn với các quan viên chúng thần điện. Nhưng với cấp bậc của lão đại thì có thể bỏ qua ảnh hưởng này, tất nhiên tiền đề là lão đại phải được chủ thần thường vụ và các vị chủ thần tin tưởng. Nói đến đây, ông ta thấy có vài quản sự còn rất lo lắng, thế là bèn nói, các ngươi còn trẻ nên không hiểu, chỉ cần các chủ thần bên trên tin tưởng Thiêu lão đại, dư luận bên dưới thật hay giả đều không quan trọng, nói trắng ra là ảnh hưởng không tốt lắm, lời bàn tán của người dân, lúc bên trên cần thì mới có tác dụng. Nếu bên trên không cần thì họ có hét toáng lên cũng vô ích. Nói rồi ông ta do dự một chốc, sau đó nói đến đây rồi, các vị huynh đệ đừng truyền ra ngoài, Lão Kỳ ta còn muốn sống thêm vài năm nữa. Mọi người nghe thế thì ngộ ra. Chỉ cần phía trên tin tưởng Nam Tiêu thì nhà họ Quân có tung bao nhiêu tin vịt cũng vô ích. Chủ thần điện chỉ cần ra thần chỉ là có thể khiến mọi thế công dư luận từ họ tan thành mây khói. Bởi vì nhà họ Quân làm sao có thể chống lại toàn bộ chủ thần điện cho được. Cuộc sống này luôn tuân theo quy tắc ai mạnh người ấy thắng, vì vậy việc Nam Tiêu cần làm bây giờ chính là tranh thủ sự ủng hộ của các chủ thần phía trên. Lão Kỳ bỗng hỏi, thứ cho thuộc hạ lắm mồm, nhưng vị Diệp công tử kia là... Mọi ánh mắt đổ dồn về Nam Tiêu. Bây giờ mới nhớ ra căn nguyên mọi chuyện là tại kiếm tu trẻ tuổi kia. Ai nấy đều tò mò muốn biết mối quan hệ giữa hắn và Nam Tiêu. Y chỉ nói,
là huynh đệ của ta. Huynh đệ. Hai từ này khiến những người khác liếc nhìn nhau. Huynh đệ à? Nghĩa là Nam Tiêu sẽ không tiếc bất cứ giá nào để chống lại nhà họ Quân, mà bọn họ là người dưới trướng y, đương nhiên cũng phải cùng tiến cùng lùi. Nam Tiêu lên tiếng, chư vị, ta không phải hạng không biết phải trái. Các vị cũng biết chuyện lần này là thế nào. Quân Bất Khí là tên con ông cháu cha làm xăng làm bậy, những năm nay ỷ vào quyền thế nhà họ Quân mà đã làm ra bao nhiêu chuyện phi pháp rồi. Chẳng qua vì nhà gã có tiền có thế, chuyên dùng tiền để lấp liếm cho qua. Nhưng lần này gã lại dám có ý đồ với vợ của Diệp huynh. Mẹ nó, nhà họ Quân của gã còn không xứng xách giày cho huynh đệ ta nữa. Những người khác bèn hiểu ra. Cái người Diệp Quân này ấy mà. Đúng là không đơn giản. Nam Tiêu tiếp tục, Diệp huynh không ra tay vì nhân từ, nhưng ta đã đưa huynh ấy đến đây thì không thể làm ngơ. Nên lần này ta có đánh cược tiền đồ cũng phải làm đến cùng. Chư vị nếu có suy nghĩ khác thì xin hãy nói ra, ta tuyệt đối sẽ không ép buộc. Lão đại! Một quản sự kêu lên, sao huynh lại nói thế? Huynh đệ chúng ta có ai là không do huynh đệ bạt lên? Không có huynh thì làm sao có chúng ta? Huynh nói như vậy làm tổn thương các huynh đệ quá đấy. Một người khác tiếp lời, chỉ cần lão đại không mưu phản, đối nghịch thần thì các huynh đệ đều sẵn sàng theo huynh lên núi đao xuống biển lửa. Một người khác, Diệp công tử là huynh đệ của huynh thì cũng là huynh đệ của chúng ta. Bây giờ lão đại phải đến chủ thần điện báo cáo với các vị chủ thần rõ ngọn ngành. Chuyện này chúng ta chiếm lý, nhà họ Quân hành động như vậy chính là ngang ngược làm càn. Lão Kỳ cũng nói, ta được biết Quân U không phải nhân vật dễ xơi, e rằng bọn họ có thủ đoạn gì khác. Chúng ta sẽ lập tức điều tra, lão đại hãy mau chóng đến chủ thần điện đi. Nam Tiêu gật gù, ta sẽ đi ngay, việc ở đây giao lại cho Lão Kỳ. Lão Kỳ đáp, yên tâm. Thế là Nam Tiêu biến mất. Lão Kỳ bắt đầu sắp xếp, dân chúng không biết phân rõ thị phi nên rất có thể bị nhà họ Quân dụ dỗ sinh sự, phải dặn thủ hạ lúc nào cũng giữ mình, tuyệt đối không làm tổn thương họ để nhà họ Quân không nắm được đằng chuôi. Và để tránh bọn chúng nhổ cỏ tận gốc, lập tức phái tư mệnh vệ âm thầm theo bảo vệ hai người kia. Ông ta thoáng dừng lại, báo cho thần linh vệ và quân cận vệ đến bảo vệ tư mệnh điện chúng ta. Có quản sự hỏi, liệu họ sẽ đến sao? Lão Kỳ, đến hay không là chuyện của họ, chúng ta đã thông báo rồi, có chuyện gì có thể đùn đẩy trách nhiệm qua. Người khác. Chấm. Lão Kỳ lo lắng không phải không có căn cứ, vì Nam Tiêu vừa đi không lâu thì đã có một nhóm người tụ tập ngoài tư mệnh điện để phản đối. Vì đã được lệnh phải kiềm chế nên cường giả trong phủ không làm gì, khiến bên ngoài ngày càng nhiều người vây quanh. Chấm. Chấp pháp điện. Điện chủ Khuất Tấn thong thả hỏi đại trưởng lão Quân Duyên của nhà họ Quân, các người hy vọng ta đâm sau lưng Nam Tiêu. Quân Duyên thấy người này lại vào thẳng vấn đề đến vậy thì thoáng ngẩn ra, nhưng nhanh chóng hoàn hồn, Khuất điện chủ, có câu dân không đấu với quan, nhà chúng ta cũng không muốn đối đầu với quan tư mệnh Nam Tiêu. Nhưng y một lòng muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết mới không còn cách nào. Sau đó bỗng thay đổi, nghe nói y còn muốn cạnh tranh chức chủ thần. Khuất Tấn cười đầy mỉa mai, các ngươi nắm bắt thông tin nhạy phết. Quân Duyên như không nhận ra, nhà họ Quân chúng ta sẵn sàng dốc sức hỗ trợ ngài. Khuất Tấn cười, hỗ trợ thế nào? Quân Duyên đứng dậy, đẩy một chiếc nhẫn sang. Khuất Tấn nhìn vào, cười nói, một số tiền khổng lồ. Quân Duyên nhìn ông ta, Nam Tiêu thân mang tội ác, chỉ cần Khuất điện chủ âm thầm ra tay là có thể khiến y vạn kiếp bất phục. Sau một hồi im lặng, Khuất Tấn nói, nhẫn này ta nhận. Quân Duyên thầm vui mừng, thi lễ rồi rời đi. Một người đàn ông áo trắng từ trong thiền điện đi ra, cười nói. Mấy người này thật sự muốn đẩy Nam Tiêu vào chỗ chết. Khuất Tấn, Bạch Bào thấy thế nào? Bạch Bào ngồi xuống, thấy gì nữa? Cái gì cũng có lý của nó thôi. Khuất Tấn, nói ra thử xem. Bạch Bào phân tích. Mâu thuẫn giữa họ và Nam Tiêu là việc cá nhân, nhưng bọn họ lại muốn lợi dụng dân chúng đấu lại chủ thần điện. Làm như vậy thì đừng nói chi chủ thần, mà bất kỳ người cầm quyền nào cũng khó lòng tha thứ. Khuất Tấn, vậy là ta không nên giúp họ. Bạch Bào liếc xéo, câu hỏi vô nghĩa. Ngươi đã có quyết định từ trước, lại còn nhìn rõ mọi việc, hỏi ta làm gì?
Khuất Tấn cười, muốn biết ý tưởng của ngươi. Bạch Bào, nhà họ Quân đúng là mạnh nhưng mạnh ở thương nghiệp chứ không ở quan trường. Phía trên cho phép thì phía dưới mới có đấu đá, vì có cạnh tranh mới có tiến bộ, nhưng với chúng ta thì thương nhân là người ngoài. Nội đấu thì được, nhưng không thể bắt tay người ngoài hại người nhà, vượt khỏi lằn ranh giới hạn được. Trừ khi phía trên muốn ngươi làm vậy. Y thoáng dừng lại, hạn chế của thương nhân là tự cho rằng tiền có thể can thiệp vào chính trị, nhưng cũng phải biết chỗ nào được chỗ nào không. Như chỗ chúng ta là không thể nào, bởi vì trừ khi bọn họ có nhiều quyền lực hơn, bằng không thì chỉ một tội mưu phản là có thể khiến họ chết không chỗ chôn. Khuất Tấn gật gù, ra hiệu cho Bạch Bào nói tiếp. Y cười, họ muốn chúng ta tranh giành nội bộ cũng hay đấy, nhưng họ không ngờ rằng Nam Tiêu đã chủ động rút khỏi vị trí ứng cử chủ thần. Bây giờ chúng ta lôi kéo y còn không kịp, làm sao có thể hại y? Ta đề nghị lập tức báo tin cho Nam Tiêu, đồng thời tiết lộ vài chuyện phi pháp của nhà họ Quân cho y, xem như ý tốt. Sau này cho dù y không giúp thì cũng sẽ không giúp qua hàn hại chúng ta. Khuất Tấn lại gật đầu. Bạch Bào nhìn sang, đến lượt ngươi. Khuất Tấn mỉm cười, người phân tích rất hay, gãi đúng chỗ ngứa. Bạch Bào chỉ nói, còn có một chữ nhưng, đúng không? Khuất Tấn bật cười, nghiêm giọng nói, Diệp Quân. Bạch Bào vỗ đùi. Bà mẹ nó, ta quên mất, hắn mới là nhân vật then chốt. Khuất Tấn gật đầu, người khiến Nam Tiêu đối đãi cẩn trọng như vậy, đúng là đáng tò mò. Bạch Bào đứng dậy, để ta đi thăm dò. Rồi xoay người biến mất. Chấm. Nam Tiêu đi đến chủ thần điện. Y kể rõ ngọn nguồn sự tình rồi đứng sang một bên. Giữa đại điện trống trải vắng lặng. Một hồi lâu sau, có giọng nói vang ra, biết rồi. Là giọng của chủ thần thường trực. Nam Tiêu cúi người hành lễ rồi lui về sau. Bỗng chủ thần kia lại hỏi, người thấy chuyện này như thế nào? Nam Tiêu không hiểu. Chủ thần, về hành động của nhà họ Quân. Nam Tiêu cung kính đáp, chủ thần thánh tâm sáng tỏ, thuộc hạ không dám nhiều lời. Chủ thần đáp, lui xuống đi. Nam Tiêu cung kính làm theo. Sau đó, lại một chủ thần khác lên tiếng, càng lúc càng ổn trọng, đúng là hiếm thấy. Chủ thần thường trực, lão nhị thấy thế nào? Chủ thần kia, thương nhân loạn chính, giết. Một lời đã định. Chủ thần đó tiếp tục, căn nguyên đều do nhà họ Quân dạy dỗ không nghiêm, để mặc con cháu làm bậy. Hạng xem rẻ thần pháp như vậy nên sớm bị diệt trừ, để lại hôm nay không chỉ phạm pháp mà còn xúi dục dân chúng chế tạo dư luận, muốn lấy ý dân uy hiếp chính phủ. Đúng là tội ác tày trời. Lỗ hổng này một khi đã rách thì sẽ hậu họa khôn lường, ta đề nghị nghiêm trị ngay lập tức. Chủ thần thường trực lại im lặng. Chủ thần thứ hai hỏi, ý lão đại thế nào? Chủ thần thường trực, chưa đủ. Chủ thần kia hơi im lặng, ý là nghiêm trị bây giờ chưa đủ để lòng dân tin phục. Nhưng nếu kéo dài thì chúng có thể hành động càng điên cuồng. Chủ thần thường trực cất tiếng, tài chính chúng ta thiếu bao nhiêu? Chủ thần kia, bên trong tiểu tháp. Vì để tiết kiệm thời gian, khoảng thời gian này Diệp Quân đều ở trong tiểu tháp đọc sách, bây giờ hắn đã đọc xong toàn bộ thần pháp. Hắn đã có một sự hiểu biết rõ ràng về toàn bộ hệ thống tư pháp của chúng thần điện, không thể không nói thần pháp này rất hoàn thiện, tổng cộng có hơn 10.000 điều luật, hơn nữa hắn còn phát hiện thần pháp này đa số dùng để hạn chế cường giả, nhưng tiếc là hiệu quả không được quá rõ ràng. Mà ngoại trừ nghiên cứu thần pháp, hắn còn đang nghiên cứu về đạo thời gian. Lời Tang Mi nói lúc trước hắn vẫn còn nhớ rõ, đó là kết hợp đạo thời gian ở bên ngoài với thời gian bên trong tháp, tiến hành áp chế thời gian. Hắn cảm thấy ý tưởng này thực sự rất hay. Nói đơn giản hơn là, một khi hắn thành công thì có thể hình dung bằng câu này, khi ngươi đang đứng ở tầng 1, thì ta đã ở tầng 2. Đây thuộc về áp chế thời gian, mà cũng thuộc về áp chế đại đạo. Hắn đã ước chừng được thực lực của bản thân, bây giờ sức chiến đấu của hắn nếu không dùng đến huyết mạch phong ma và kiếm thanh huyên thì tương đương với thần cấp cao, cũng có thể đánh một trận với mệnh thần, nhưng phần thắng không lớn. Nếu dùng thêm kiếm thanh huyên thì hắn vô địch trong thần cấp cao, đánh với mệnh thần thì có được 7 phần thắng. Nhưng như thế vẫn chưa đủ với hắn. Hiện tại mục tiêu trước mắt của hắn là để thực lực của bản thân đạt đến trình độ chủ thần,
tốt nhất là không cần dùng kiếm thanh huyên và huyết mạch phong ma cũng có thể đạt đến được cấp bậc đó. Hắn đã từng sáng tạo ra một chiêu kiếm kỹ, gọi là Diên Trì Nhất Kiếm, nhưng sau này bởi vì đối thủ ngày càng mạnh hơn nên kiếm kỹ này cũng dần bị lạc hậu, bị hắn gác sang một bên, rất ít khi sử dụng. Nhưng Tang Mi đã cho hắn một suy nghĩ mới, liệu hắn có thể dùng lý thuyết áp chế thời gian đó để dung hợp với kiếm kỹ của bản thân không? Hắn quyết định làm thử. Diệp Quân đặt mình vào trong thời không đặc thù, hắn cảm thụ xung quanh, thời gian trong đây và thời gian bên ngoài khác nhau, đây là hai loại đạo. Lúc này hắn lại nhớ đến khi Coco và Đại Bá Tiêu Giao Tử xuất kiếm, rõ ràng họ xuất kiếm rất chậm, thế nhưng đối thủ lại không thể phòng ngự được. Tại sao? Có chăng đó là áp chế thời gian? Nhìn như chúng ta đều đang ở trong một tuyết thời gian đồng nhất, nhưng thật ra không phải thế. Tất nhiên hắn biết Coco và Đại Bá chắc chắn không đơn giản như hắn nghĩ, nhưng đối với hắn mà nói, lĩnh ngộ được đến như vậy là đủ rồi, nhiều hơn nữa thì hắn không tiêu hóa được. Sau khi nghĩ thông, hắn nhận ra thật ra muốn có được loại áp chế đó cũng không khó, bởi vì kiếm thanh huyên có thể trở thành cầu nối giữa hai loại thời gian, giúp hắn thuận lợi hơn rất nhiều, nhưng hắn không làm như thế. Bởi vì hắn biết làm như vậy chẳng có ý nghĩa gì. Tựa như người khác nói cho người biết 10 x 10 bằng 100, người sẽ hiểu ngay, sẽ nhớ rằng 10 x 10 là 100, nhưng người lại không biết tại sao đáp số lại như thế, đó chẳng qua chỉ là kiến thức căn bản, kiến thức đó không thuộc về người. Chỉ có khi hiểu rõ được cơ sở hệ thống phép nhân, biết được tại sao 10 x 10 là 100 thì đó mới là tri thức của người, người mới có thể lấy tri thức đó làm nền tảng để phát triển bản thân hơn, ví như không có người nào nói cho người nhưng người vẫn biết 5 x 5 bằng 25. Bởi vì ngươi đã nắm giữ được quy luật, nắm giữ được bản chất. Tình huống hiện tại của hắn là như thế, dựa vào kiếm thanh huyên, hắn có thể đem lấy thời gian của Coco ra dùng, nhưng thời gian này không thuộc về hắn. Điều hắn muốn làm chính là hiểu được cách Coco sáng tạo ra được loại thời gian này, quy luật lẫn bản chất của nó là như thế nào. Hắn biết chỉ cần hiểu được điều đó thì với hắn mà nói là một sự thăng tiến vượt bậc. Tự mình học được điều khó thì mới khôn. Coco để thời không này lại chắc cũng có suy nghĩ như vậy, nếu không thì bà ấy đã dung nhập thẳng vào trong kiếm thanh huyên cho hắn rồi. Tuy hắn biết trong thời gian ngắn bản thân không thể làm được gì, nhưng cũng không vội, ngược lại bây giờ cũng không có chủ nhân bút đại đạo, có thể từ từ đi lên, nếu chủ nhân bút đại đạo mà ở đây thì thôi cứ kệ xác, giết chết được lão ta trước rồi tính. Bây giờ sở dĩ hắn có ý nghĩ đó là bởi vì đại bá cùng Tang Nghi. Diệp Quân hắn không tu cảnh giới chẳng qua chỉ là vỏ bọc bên ngoài, bây giờ hắn muốn tìm hiểu sâu hơn thì phải đi đào bới ra bản chất bên trong. Thời gian bên trong tiểu tháp, Diệp Quân luôn nghiên cứu về thời gian Coco đã chế tạo ra, có được thu hoạch không nhỏ, hắn bắt đầu tiến hành thí nghiệm ngay trong tiểu tháp, hắn dùng kiếm thanh huyên làm một lần, sau đó lại dùng ý kiếm của mình làm lại lần nữa. Lúc nghiên cứu về bản chất cùng quy luật của thời gian, thật ra là hắn cũng đang nghiên cứu về bản chất của kiếm thanh huyên. Từ khi kiếm thanh huyên theo hắn, hắn luôn lấy ra dùng, chứ chưa bao giờ nghiên cứu kỹ càng. Khoảng thời gian tiếp xúc với Tang Mi đã giúp hắn hiểu ra rất nhiều vấn đề, ví như nếu bản thân hắn nghèo, có thể đó là vấn đề của hắn, cũng có thể là vấn đề của gia đình, hoặc cũng có thể là vấn đề của toàn bộ xã hội. Dựa vào chi tiết trông được tổng thể, xử lý vấn đề không thể chỉ dùng một góc độ, nên đổi nhiều góc độ để xem xét. Kiếm đạo cũng như thế, Diệp Quân hắn tu kiếm đạo vô địch, vậy phải hiểu rõ được bản chất của vô địch, bởi vì có nhiều khi vô địch không có nghĩa là có thực lực tuyệt đối. Nhiều người có thực lực không mạnh đến vậy, nhưng tinh thần của bọn họ lại vô địch, có thể lưu danh thiên cổ. Không biết trải qua bao lâu, thí nghiệm của Diệp Quân rốt cục cũng có một vài kết quả, thời không trước mắt hắn hiện ra thành hai, thời gian bên trái bất động. Còn thời gian bên phải đang nhanh chóng trôi đi. Trái tĩnh phải động. Diệp Quân hưng phấn vô cùng, bởi vì hắn bây giờ tương đương đang ở ngoài thời gian. Tất nhiên bây giờ hắn vẫn đang phải dựa vào kiếm thanh huyên mới làm được như vậy. Chẳng mấy chốc, hắn bắt đầu đổi kiếm thanh huyên sang ý kiếm. Sau khi đổi thành ý kiếm, hắn phát hiện ra rất nhiều vấn đề, mà vấn đề lớn nhất chính là ý kiếm của hắn không được thời không của Coco thừa nhận. Mặc dù nó không có địch ý với kiếm của hắn, nhưng cũng không chịu phối hợp theo. Diệp Quân cũng không cưỡng cầu, mà bắt đầu từ từ tiếp cận, làm nhiều thử nghiệm hơn.
ví như mô phỏng theo thời gian mà cô sáng tạo. Tất nhiên việc này rất khó, nhưng Diệp Quân càng nghiên cứu càng hưng phấn, bởi vì trong quá trình này, mỗi một thu hoạch đều là một phát hiện mới đối với hắn. Không biết qua bao lâu. Ầm ầm. Đột nhiên, thời không ở chỗ Diệp Quân nổ tung, Diệp Quân bị văng đi xa thật xa. Tiểu tháp. Chẳng mấy chốc, Diệp Quân đã bò về lại, lẩm bẩm, không đúng. Tổ hợp thời gian và không gian cần cân nhắc lại mật độ cùng độ đàn hồi của không gian, ta muốn tạo ra một thời gian mới thì nhất định phải tạo ra được một không gian có thể chứa đựng thời gian này. Không gian, có thể dùng kiếm ý ra cố không gian, như vậy chắc hẳn là được. Thử xem trước đã. Lúc này nhà họ Quân đã huy động toàn bộ quyền lực, tạo uy thế và đổ thêm dầu vào lửa ở khắp nơi. Mà dưới sự điều động của họ, dư luận của toàn bộ thành chúng thần đối với Nam Tiêu và Diệp Quân ngày càng bất lợi, nhất là ở bên ngoài phủ đệ của Nam Tiêu, ngày nào cũng có người đến mắng chửi. Đối với việc này, Nam Tiêu vẫn giữ yên lặng. Nhà họ Quân. Thấy Nam Tiêu yên tĩnh bất động, đám trưởng lão nhà họ Quân đều thấy nghi hoặc, bởi vì chuyện này thật sự quá khác thường. Trong đại điện, một đám trưởng lão nhà họ Quân đang họp bàn. Quân Diên có chút lo lắng nói, cho tới bây giờ Nam Tiêu vẫn không có động tĩnh gì, chuyện này thật sự bất thường. Các trưởng lão còn lại cũng đua nhau gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng nghiêm cẩn. Quân Quyền tính cách nóng nảy, trong mắt ánh lên sát ý, đâm lao thì phải theo lẽo, cứ thẳng tay giết quách đi. Đề nghị này của lão khiến mọi người đều cả kinh, ám sát một vị tư mệnh quân không phải là chuyện nhỏ đâu. Quân Diên lắc đầu, không thể nghĩ như thế được. Nếu bây giờ Nam Tiêu chết oan uổng thì tất cả mọi người đều biết là do nhà họ Quân ta gây ra, lúc ấy chắc chắn sẽ chọc phải rất nhiều người nổi giận. Quân Quyền nói ngay, vậy thì giết người phụ nữ kia của Diệp Quân đi. Quân Diên chau mày lại. Quân Quyền tiếp tục nói, hai người kia mới là kẻ cầm đầu, chỉ cần giải quyết xong bọn chúng thì ta không tin Nam Tiêu lại vì hai cái xác chết mà tới gây khó dễ với nhà chúng ta đến cùng. Có người đột nhiên nói. Diệp Quân và người phụ nữ kia cũng không phải người thường, chúng ta vẫn chưa biết lai lịch thật sự của bọn họ, nếu tùy tiện ra tay. Đã là lúc nào rồi? Quân Quyền tức giận như con bò giống bị cầm chân, hai mắt hơi đỏ, chúng ta đã sớm thành tử địch với bọn họ rồi, còn quản thân phận với lai lịch gì nữa? Lúc này rồi, ra tay trước thì chiếm được lợi thế, cứ giết quách bọn chúng đi. Quân Diên trầm giọng nói. Nhưng vấn đề là bây giờ bọn họ không chỉ đơn thuần có hai người, mà còn có cả Nam Tiêu. Trời ơi đại ca ơi! Quân Quyền dậm chân một cái, đâu thể giải quyết toàn bộ vấn đề một lần, nếu đã không giải quyết được một thể thì chúng ta cứ xử lý từng cái trước, trước tiên giết hai tên kia, sau đó lại dùng toàn lực đối phó với Nam Tiêu. Quân Diên không hề trả lời, mà nhìn sang Quân U đang ngồi cách đó không xa. Mọi người ở đây cũng đua nhau nhìn Quân U vẫn luôn ngồi yên lặng, Quân U nói, tỉnh táo lại chút đi, bây giờ chúng ta phải đối mặt với đâu chỉ mỗi Nam Tiêu và Diệp Quân. Mọi người đều tỏ vẻ nghi hoặc. Quân U chậm rãi đứng dậy, cô ta nhìn lướt một vòng người ở đây, bây giờ chúng ta đang khiêu chiến quyền uy của toàn bộ Nam chúng thần điện. Mọi người kinh ngạc. Quân U bình tĩnh nói, chúng thần điện bọn họ không phải vẫn luôn xem thường thương nhân. Cho rằng thương nhân chúng ta thấp kém. Vậy lần này chúng ta để bọn họ chứng kiến thử sức mạnh của thương nhân. Quân Diên khiếp sợ nhìn Quân U, ông ta biết, thiếu tộc trưởng trước mắt này chắc chắn đang có chuyện giấu mình. Quân U nhìn mọi người, chẳng lẽ là vương hầu tướng lĩnh thì cao sang hơn người thường một bậc. Nếu chế độ hiện nay không cho phép thương nhân tiến thêm một bước nữa, vậy thì thay đổi chế độ đi. Mọi người nghe vậy thì càng khiếp sợ. Chấm. Một hôm, Diệp Quân rời khỏi tiểu tháp, bởi vì có người tìm hắn. Là Tông Cố tìm đến hắn. Khi Tông Cố gặp lại Diệp Quân, trong mắt tràn ngập vẻ tò mò. Diệp Quân nhìn về phía Tông Cố, lộ ra nụ cười thật thà, huynh tìm ta có việc gì không? Tông Cố gật đầu, đi thẳng vào vấn đề, ta đến nương nhờ Diệp huynh. Diệp Quân hơi kinh ngạc, nương nhờ vào ta. Tông Cố đáp, đúng thế. Diệp Quân không rõ, tại sao? Tông Cố, theo nhà họ Quân không có tương lai. Ồ! Diệp Quân bật cười, không nói gì. Tất nhiên Tông Cố biết đối phương không dễ dao động như vậy,
nên y lấy ra một quyển sách đưa cho Diệp Quân, lúc trước ta theo nhà họ Quân, bởi vậy mới biết được một vài chuyện cơ mật của bọn họ, đây là một vài chuyện có thể giúp đỡ Diệp công tử. Diệp Quân mở quyển sách ra, đọc qua một lượt rồi nhìn Tông Cố, có chút khiếp sợ, nhà họ Quân muốn đẩy ta vào chỗ chết. Tông Cố gật đầu. Diệp Quân đứng dậy, hắn đi tới đi lui hai bước, vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại, hắn ngồi xuống. Tông Cố thu hết tất cả biểu cảm cùng phản ứng của Diệp Quân vào trong mắt. Diệp Quân trầm giọng nói, ta phải đi tìm Nam Huynh, Nam Huynh sẽ giúp ta. Tông Cố đột nhiên nói, Diệp Huynh, thứ cho ta nhiều lời, hiện tại e là Nam Tiêu cũng khó mà tự bảo vệ bản thân. Diệp Quân nhìn về phía Tông Cố, cả kinh nói, sao có thể, Nam Huynh là Tư Mệnh Quân. Quyền thế của Huynh ấy ngập trời, chỉ là một nhà họ Quân còn con sao có thể làm gì được Huynh ấy, ta. Tông Cố lắc đầu, thực lực nhà họ Quân không đơn giản như vậy, dù sao bọn họ có rất nhiều tiền, hơn nữa Huynh ra ngoài xem thử đi, toàn bộ đều đang lên tiếng phê phán Nam Tiêu. Có lẽ chẳng bao lâu nữa chúng thần điện sẽ không chịu nổi áp lực mà thay thế y. Diệp Quân kinh hãi, chuyện này. Tông Cố nhìn Diệp Quân, Diệp Huynh trẻ tuổi như vậy, thực lực lại không tầm tưởng, lai lịch hẳn cũng không đơn giản. Diệp Quân liếc mắt nhìn y, không nói lời nào. Tông Cố nói, Diệp Huynh, bây giờ chúng ta đã chung thuyền rồi, dù sao nếu để cho nhà họ Quân biết ta tiết lộ những chuyện cơ mật này cho Huynh thì chắc chắn ta sẽ chết không toàn thây. Huynh nói đúng không? Diệp Quân suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đến từ vũ trụ Quan Huyên, trong nhà có vài trưởng bối thực lực cũng được, theo thứ tự là cô, ông nội, đại bá. Tông Cố híp mắt lại, thực lực bọn họ, rất mạnh. Chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó nói, ba người bọn họ mà liên thủ với nhau, ta nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được 10 chiêu. Tiểu Tháp. Tông Cố im lặng. Lúc này y đã có tính toán đại khái cho bản thân rồi, y nhìn Diệp Quân, trong lòng có hơi phức tạp. Ai cũng nói kiếm tu chính trực, thành thật, đúng như dự đoán. Mà y lại đến tính toán một kiếm tu chính trực thành thật như thế này. Cổ thật có hơi không đành lòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 163.